Bạch thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm. Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi. Cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu có kêu mồ thơm. Mà ăn cái đó nhiều thì nó triple mồ thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô mô Phật mà tức cứ dạ mô Phật thì nó không tiện. Cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi. Còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó, cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á, nó chưa có tu gì hết á, nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân, và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê, nói tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thì thưa đại chúng, ở đây á, cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành, cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Ôi cha, nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cho mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay làm sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kệ có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng, là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là
Rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm. Tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ổng nghe như vậy sao ổng tức quá, ọc máu chết. Học máu chết cái bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng nhất dạ ẩm kê than, thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên, mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình. Mà mình người mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên. Đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2000 năm tới nữa gì? Vậy nay mới hơn 2000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc đời.
khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi. Có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy, để bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận, hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui nữa. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật Pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp? Và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có tivi, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ nói iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A Di Đà, Mô Bô giáo Alo. Mô Bô giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với Mô Bô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố, chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này không được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná.
Cái đó là hàng lô made in Việt Nam, chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực, tạm thời không đi khất thực nữa. Tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mất công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTube. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai, và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi, mà mình quên rằng nhưng không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không, hay là cả một cây xăng đó nó nổ rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, phải không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình, và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn Pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.
Nếu cái đó mà là chánh pháp, nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp, thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp, hiểu rõ chánh pháp, cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Pháp Hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sâm. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm, giải mộng, giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới, người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tà, tạm thời mình gọi là pháp tà nhé. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xong cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói thấy không, tốt lắm, tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả, long lân quy phụng báo lành. Người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là Don't worry. Tức là biểu người ta mình cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á,
có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nở lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên. Trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dít một cái là nước nó vô. Có một cái bà cụ bà ngồi cái bên, bà nói chờ tao lại mày. Mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích. Mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là... Mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm, họ không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha, mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi cái sao mà mình đi tới đây, mà cái tật càng sợ thì là lại càng nhìn, mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó, khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ nhớ Phật, mà nhớ Phật thì mình quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Đó là tưởng đó. Cho nên nó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó, mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Bây giờ người ta thuần rồi, những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình, chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên, đừng có cười họ nha. Những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mà sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo. Mình thấy, mình thông cảm cho họ. Thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây, hình ảnh của tôi ngày xưa nè. Tôi chưa hiểu đạo, tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia về có con cô, cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57, không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên, hỏi thầy coi có sao không. Nói trời ơi có sao đâu, lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt lại hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hà. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết, mà người sống ngồi nằm ở gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra,
lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện đó. Rồi quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm, mà câu nào cũng hay hết á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát một bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa, quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội, quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị, và đặc biệt là kính đảnh lễ Vấn An Sức Khỏe và Thượng Viện Chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ,
Thì hòa thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của hòa thượng đối với những người hậu bối của ngài, và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức, và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo, thì đó là một cái an ủi rất lớn, và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho hòa thượng tứ đại được thường hòa, nguyện cho hòa thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi là một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ ngài không làm gì, nhưng mà ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện hòa thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư tăng ni ở đây luôn luôn sát cánh với hòa thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của hòa thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe. Vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thôi quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui với hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá
thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua giọng ca của Thượng Tọa Giảng Sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của Giảng Sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng ở đây. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt lim dim. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Được không quý vị? Thôi để tôi toàn nghĩ chứ không hát hoài mất công ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chà Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Phật Thượng Viện Chủ Chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức Thượng Tọa đã hoan hỷ về Chùa Quan Âm chúng tôi để mà trao đổi một thờ pháp. Nguyện Thần Phương Chư Phật Chư Vị Bồ Tát hiện nay đang thủy từ gia hộ cho Giảng Sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư A Di Đà Phật. Và nguyên đây Phật tử có món quà để trao tặng lại cho Thượng Tọa Giảng Sư. Xin Thượng Tọa Giảng Sư gian sử niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên, kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa, thực tọa chứng minh cho chúng con. Phật xin mang lại những trường trại. Phật kính bạch trên Hòa Thượng cũng như chư Đại Đức Tăng Ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm Hòa Thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý Thượng Tọa với Đại Đức Tăng Ni hoan hỷ cho con. Xin cho con được cái phước là con được cúng dường Tam Bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý là vụ quan hỷ. Dạ. Rồi, khỏi thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Chính chứng rồi, con chứng xin rồi. Phép thầy con thay mặt tất cả các vị này thầy cho con phải nhé. Dạ không, dạ bác. Bác ơi, bác, mô Phật đỡ bác vậy đó. Được rồi bác, dạ, được rồi.
Thưa đại chúng, hồi nãy thầy Minh Phương có nhắc là Pháp Hòa với thầy có một cái duyên là đến chung cùng một chùa hồi nhỏ, nhưng mà lúc Pháp Hòa đến chùa thì không có gặp thầy. Thì Hòa Thượng trụ trì chùa Phật Học Cần Thơ, hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 8 tuổi hoặc 9 tuổi vậy đó, thì Pháp Hòa là người hầu cho Hòa Thượng ăn sáng mỗi ngày. Tại vì ở dưới chợ Cần Thơ á, có những Phật tử chuyên bán thức ăn chay, và Hòa thời đó là quý thầy á, ở trong chùa hình như là đi học hết hay sao á, thì Hòa Thượng chỉ ở chùa có một mình thôi. Thì lúc đó Pháp Hòa tình nguyện á, là mỗi buổi sáng xuống chợ thì đi tới cái cô bán cháo bán thức ăn chay á, thì cô đó sẽ cúng cho Hòa Thượng một phần ăn sáng. Sáng nào 4 giờ Pháp Hòa cũng có mặt ở chợ, lúc mà người ta vừa bắt đầu mở quán á, thì Hòa cầm một cái gamen. Quý vị nhớ cái loại đó ở Việt Nam không? Nó có cái hộp tròn tròn, nó có cái nắp, rồi nó có cái khoen bên đó, nó chỏ là một cái là hai ba ngăn vậy đó. Thì sáng nào Hòa cũng cầm hai ngăn, trời hệ bữa nào mà bà cúng cháo chay á thì cũng hai ngăn, Hòa Thượng ngăn, Pháp Hòa ngăn. Thì Pháp Hòa hầu Hòa Thượng mỗi sáng như vậy. Rồi xong rồi á, là ở chùa dọn dẹp, nếu Hòa Thượng có đi đám tang á thì Hòa Thượng dẫn theo. Mà Hòa Thượng có lòng từ bi lắm, mà Hòa Thượng rất là hiền, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Và mỗi ngày là Hòa Thượng đều múc cơm trong chùa ra cho mấy người ăn xin ở ngoài trước cửa chùa. Thì sáng nào Pháp Hòa cũng làm việc đó, đó. Sẵn cơm rồi đó, nhớ cung nguội á, chùa nấu nồi cơm ra rồi là còn trong chùa còn cái gì thì mấy người ta đem ra, thì mình múc mình để vô trong tô, người ta có cái gì người ta ăn ở đấy. Chiều lại á, ở chùa Phật Học có cái lệ là 6 giờ là chiều là cúng là tụng kinh Pháp Hoa, rồi là sau đó rồi là thầy trò dẫn nhau đi tụng đám tang. Mà hồi nhỏ đó Hòa Thượng là người ảnh hưởng của Hòa lớn lắm, tại vì tất cả những cái gì Pháp Hòa làm trong lúc đó đó là đều bắt chước Hòa Thượng hết. Tại vì hồi đó mình không có biết, mình cứ nghĩ là người tu là phải giống ông cụ này nè, cho nên ông cụ đi khom Pháp Hòa cũng đi khom, cụ làm gì là Pháp Hòa làm y hệt, là gì Pháp Hòa nghĩ tu là phải giống vậy á, chứ mình không có biết là ông già. Mình không biết là tại cụ đi vậy là cụ già, mà mình cứ nghĩ là người tu là phải đi như vậy. Hòa Thượng mỗi lần đi xe đạp á, là Hòa Thượng không có ngồi hai bên như là người ngoài mình ngồi. Thường thường mình ngồi xe đạp mình hay ngồi đưa chân hai bên nó kẹp như vậy, ngồi kêu ngồi sao. Mà Hòa Thượng ngồi theo mấy cô á, là ngồi bên rồi nắm cái yên xe thôi. Rồi mỗi lần đi như vậy á, là Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng khiêm cung, Hòa Thượng ngồi, hay là Hòa Thượng lớn tuổi không biết. Rồi sau đó là ai chở qua đi xà đạp là phải ngồi giống Hòa Thượng, Pháp Hòa mới chịu. Thì phải ngồi giống Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng thật sự ra Pháp Hòa hoàn toàn không có biết hiệu của Hòa Thượng là chi hết á. Vì từ nhỏ tới lớn mình ở trong chùa đó là mình chỉ biết gọi là Hòa Thượng Phật Học thôi. Vì cái lệ trong chùa là không có gọi ngay đạo hiệu của vị trụ trì. Thí dụ bây giờ thầy ở đây á, là thầy trụ trì tu viện Giác Ngộ á, mà nếu mình gọi mà đúng bài bản của thiền môn á là mình phải gọi là thầy Giác Ngộ, chứ không có gọi ngay cái hiệu của thầy. Chùa nào mình gọi theo chùa đó, ví dụ như chùa đó là chùa Thập Phương mình gọi là thầy Thập Phương, chùa Cửu Phương mình gọi thầy Cửu Phương, chứ mình không có gọi ngay cái đạo hiệu của vị thầy đó. Và khi mà nếu mình muốn trình bày tên của một vị thầy thì mình cũng nói đủ ba chữ thích gì đó. Hồi xưa thì người ta phải nói đúng chữ, là thí dụ hỏi bổn sư của đạo hữu là ai, thí dụ thầy ở đây á, dạ, mô Phật thầy bổn sư con là Thượng Minh Hạ Phương, nói trung kính là nói vậy đó, chứ không có nói thầy tôi thầy Minh Phương á. Thì thường thường mình nói như vậy thì không có đủ cái sự cung kính đối với một vị xuất gia đạo hiệu của các vị, và nhất là các vị lớn.
chứ thường thôi là hồi đó là không bao giờ mình biết Pháp Hòa đi công quả, đi hầu quý hòa thượng, quý sư bà các chùa Cần Thơ mà không biết hiệu của các ngài là gì hết. Ngay cả hòa thượng Khánh Quang, sư bà Bảo An rồi hồi xưa gọi vậy thôi, sư bà chùa Bảo An, sư bà Bảo An chứ hoàn toàn không biết. Khi các ngài viên tịch đọc tiểu sử thì mới biết là quý ngài hiểu đó, hiểu đó. Rồi cách đây chừng đâu khoảng chừng tuần lễ, tình cờ Pháp Hòa đọc lại tiểu sử của một vị tổ, thì Pháp Hòa không ngờ là vị tổ đó chính là sư phụ của hòa thượng chùa Phật Học. Mà thầy ở đây, thầy trụ trì ở đây gọi vị tổ tới bằng ông nội, tức là sư ông. Và khi mình đọc lại tiểu sử mình mới biết là mình sau này đi xuất gia thì Pháp Hòa cũng cùng tông môn với hòa thượng theo cái dòng kệ. Mà nếu nói bây giờ mà nói chữ đó là Pháp Hòa, thầy trụ trì đây, thầy Vương đây đó, là cùng ngang hàng một thế hệ, cùng một chữ. Hòa thượng trên là chữ hòa thượng Thiện Phước, pháp danh pháp quý của ngài là Nhật Thọ. Và theo cái bài kệ là Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, thì sư phụ hòa thượng trên là trên chữ Nhật, thì Pháp Hòa đến thế hệ của thầy Phương, Pháp Hòa là chữ Lễ. Và nếu đệ tử mình có xuống mình cho chữ Trung. Thì khi mà người ta nghe cái pháp danh đó đó, người ta biết là mình thuộc dòng kệ thiền phái nào và đến đời thứ mấy, căn cứ theo cái bài kệ đó. Thì hồi nhỏ là Pháp Hòa là lúc nào cũng được gần quý hòa thượng. Và hòa thượng chùa Phật Học là một trong những vị hòa thượng ảnh hưởng trong đời tu của mình. Vì cái tâm của ngài rất là hiền. Và tối nào Pháp Hòa cũng được đi tụng kinh Pháp Hoa với hòa thượng. Và đặc biệt là đi đám tang. Mà khi mà đi đám tang á, hòa thượng chỉ đi vào chủ lễ nguyện hương, hòa thượng sướng thôi rồi đại chúng tụng. Và ngài rất là đơn giản. Đến nơi thì ngài chỉ mặc cái hậu vàng, đơn giản vậy. Rồi ngài đứng ngài chắp tay. Mà hồi xưa là ngài cúng dường, đọc kinh cúng dường, đốt một ngón tay út. Cho hồi nhỏ mà đâu có biết, mỗi lần thấy hòa thượng chắp tay không có cái ngón tay út thì mình cũng co lại, mình cũng làm giống như hòa thượng vậy đó. Ngài đứng rồi khom lưng rồi làm vậy. Vì trong đầu mình hồi nhỏ nghĩ là người tu phải làm như vậy. Rồi thấy các thầy mà quấn y đi khất thực thì mình cũng về mình lấy cái mền mình quấn như vậy. Khất thực không có cái bát thì lấy cái miếng dừa khô á, ăn cơm. Nghĩ là người tu phải là như vậy. Thì sau này lớn lên, khi hòa thượng tịch rồi thì đọc tiểu sử mới biết ồ hòa thượng là hiểu đó. Rồi sau này đọc sử của các tổ mới biết là hòa thượng là đệ tử của một vị tổ đó. Rồi khi hiểu nữa thì mình mới biết là mình cùng một cái dòng thiền, dòng kệ vậy đó. À, hôm nay Pháp Hòa về đây lần thứ hai, năm ngoái về đây lần thứ hai, thì biết được thầy và hiểu ra, biết ra là thầy cũng ở đó ngày xưa đi học vậy. Rồi được bây giờ thầy về đây, thầy trụ ở đây để thầy phát triển Phật Pháp ở đây. Đó là điều rất là đáng mừng. Và đại chúng ở vùng này cũng có một cái duyên lành, có một cái phước là được một vị thầy có tu, có học mà chịu ở đây để mà hướng dẫn cho mình. Thì đó là cái phước lành mà mong đại chúng nên trân quý và không để mình bị lỗ lã, là bởi vì thầy thật tu, thật học mà thật có tâm muốn làm Phật Pháp. Cho nên thầy mở lớp dạy Phật Pháp hàng tuần. Thì những vị nào ở cái vùng này có phương tiện, có cơ duyên về đây thì nên thường xuyên về đây để mà học hỏi. Đó là cái phước của quý vị và cũng là cái duyên tế độ của thầy. Chúc mừng cho đại chúng ở đây có một đạo tràng. Và thật sự ra ở đây thì quý vị đến đó, tuy rằng chưa chính thức là một ngôi chùa khang trang, nhưng mà khuôn viên rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng. Và mai mốt mà chiều nay hay mai vậy đó, thầy trụ trì ở đây hướng dẫn quý vị qua cái chỗ đất mới, quý vị đến là quý vị thấy còn đẹp dữ nữa.
mai mốt là nếu mà ở đó mà xây dựng thành cái chùa rồi là thật là một nơi lý tưởng. Dạ. Thì theo như chương trình thì chiều nay mình là có vài câu hỏi ha. Chưa gì hết mà thấy một câu rồi. Phật tử chúng con xin thầy Quang Hỷ hát một bài. Kính bạch thầy Hoan Hỷ cho con biết, thọ Bồ Tát giới tại gia có được xả giới không? Trước khi mà Pháp Hòa trả lời thì có một số quý Phật tử sẽ không biết Bồ Tát giới tại gia là gì, nếu ai mà chưa có nghe Phật Pháp. Thì thưa đại chúng, là trong cái giới của Phật tử tại gia thọ đó thì nó có ba cái tầng lớp. Căn bản nhất là mình thọ năm giới. Như tất cả quý Phật tử ai bước vào chùa muốn trở thành một Phật tử là căn bản nhất là phải quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ năm giới. Đó là căn bản nhất của một người Phật tử. Rồi kế đến á, là mình nếu mình thấy khả năng mình có thể nữa thì mình thọ thêm một cái phần giới thứ hai gọi là giới thập thiện. Thập thiện là cũng là năm giới này nhưng mà chi tiết hơn. Thí dụ như là thập thiện là tu về ba nghiệp thân miệng ý. Về thân có ba giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà ở năm giới á, nó cũng y như vậy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Nhưng mà qua tới thập thiện á, thì mình phải tăng trưởng lên là không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Bởi vì khi mình tu cái thiện á, là gọi là thập thiện mà, không, mình bỏ cái xấu rồi. Bây giờ mình tăng bước thứ hai là mình tu cái thiện. Thì ở mặt thân mình tăng ba điều thiện, đó là phóng sanh, bố thí và chánh hạnh. Về miệng có bốn giới. Bên giới thứ năm á, nói gọn là không nói dối. Nhưng mà qua tới thập thiện á, thì cái giới nói dối này á, về thuộc về cái miệng á, chẻ làm bốn giới. Chẳng những không nói dối mà phải nói là thành thật. Ngoài ra còn có không được đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo đó, mà gọi là nói lưỡi hai chiều. Nguyên văn gọi là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt nghĩa là hai lưỡi. Mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu kia mình nói đầu kia, nói để cho người ta gây gổ với nhau thì gọi là lưỡng thiệt. Và chẳng những không nói cái đó mà phải nói lời hòa giải. Không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải. Kế nữa là không nói lời thô ác, tức là chửi rủa mắng nhiếc người ta, mà phải nói lời hiền lành. Rồi không nói những lời vô ích mà phải nói lời có ích. Thì bốn giới đó thuộc về miệng. Rồi ý tu ba giới là tham, sân, si. Hồi nãy thân có ba giới rồi, miệng có bốn giới rồi, ý có ba giới là tham, sân, si. Căn bản phiền não phải không? Bây giờ muốn giảm tham, sân, si thì muốn giảm tham phải tu tập, phải sống đời thiểu dục tri túc. Con người mình á, sở dĩ mình khổ là tại vì mình tham. Chứ còn mình sống biết đủ là mình không có khổ. Ví dụ như là mình ăn thì cần ăn là được rồi, nhưng mà phải ăn ngon kìa. Chứ chính cái muốn ăn ngon mình mới cực. Chứ nếu mình nghĩ có gì mình ăn miễn là no bụng là được. Nói như vậy không có nghĩa lúc nào cũng kiếm đồ dở ăn. Nghĩa là luôn luôn có cái chi, ví dụ ngon mình ăn ngon, dở mình ăn dở. À, mặn á, thì mình thêm chút nước, mình làm sao cho vừa miếng ăn mình. Lạc thì mình thêm chút muối, làm sao cho làm vừa miếng ăn mình. Mà đa phần á, là mình sống, mình đi tìm tòi thêm thắt để cho mình khổ. Cho nên cái đó gọi là giảm tham. Mà muốn giảm tham thì phải thiểu dục tri túc. Rồi sân. Sân là mình nóng giận. Vì sao mình nóng giận? Tại vì không đúng ý mình. Giờ muốn đúng, muốn làm sao mình giảm được cái đó, mình thường quán về từ bi. Và nhìn người khác có những hoàn cảnh
Thí dụ có nhiều người họ đến với mình á, họ nói những cái chuyện mình bực bội lắm, nhưng mình nếu mình hiểu được họ là có lý do, người đó có nhiều cái hoàn cảnh khổ đau, lâu ngày họ bị trầm cảm, bị stress, bây giờ họ trở thành ra một người không có được, tâm lý không bình thường, họ nói những cái điều mình khó nghe, mình hiểu người ta được như vậy đó, tức là mình quán từ bi để mình giảm đi cái sân hận của mình. Về si mê là gì? Là không hiểu biết. Mình bị mê lầm thì người muốn giảm được cái mê lầm đó, đó là người đó phải quán nhân duyên, tu trí tuệ. Không có cái gì mà nó không có nguyên do. Và lấy cái trí tuệ để mình quán chiếu, quán soi để cho mình giảm cái mê lầm. Gọi là tu thập thiện đó, thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10 giới, gọi là tu thập thiện. Thì cái thềm thang thứ hai của người Phật tử là thọ thập thiện giới. Rồi đến cái thềm thang thứ ba thọ giới của người Phật tử đó là gì? Đó là thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới á, là nói về cái tâm lượng của một người sống mà nghĩ cho người khác. Mà muốn thọ Bồ Tát giới thì điều kiện là phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ bi. Và ai cũng có thể thọ Bồ Tát giới hết, không luận là con người không, thậm chí súc sinh. Nếu súc sinh đó hiểu được tiếng nói, thọ vẫn có thể thọ được giới đó. Vì cho nên cái giới đó gọi là tâm giới, gọi là thông giới. Thông giới là gì? Nó ăn thông qua tất cả, từ con người đến loài vật. Thậm chí những loài phi nhân, những loài không phải con người. Mà nếu mà trong con người này á, dù người đó là những cái người bán phấn buôn hương, bất luận ai trong xã hội này, nếu họ có tâm Bồ Đề, họ có lòng từ bi, họ đều có thể thọ giới đó hết. Thọ là gì? Là tiếp nhận. Mình tiếp nhận cái đó để mình tập tu, mình sống. Cho nên khi mình thọ giới là mình tiếp nhận cái đó để mình phát nguyện mình tu. Bồ Tát giới không có xả, mà thậm chí tất cả các cái giới khác cũng vậy thôi. Khi mà mình thí dụ như cái giới sát sinh nè, giới trộm cắp nè, mình vừa chết thôi là cái giới này tự động mất. Tại sao? Làm gì một người chết mà có thể sát sinh trộm cắp nữa, phải không? Cho nên mấy cái giới này là xả tự động à. Mà không có nói xả nữa, tụi mình khi mình đứt, mình dứt hơi thở con người mình xong rồi thì những cái giới này nó không còn tác dụng gì nữa. Còn tại vì Bồ Tát giới là tâm giới, là vì mình lấy tâm từ bi mình sống, cái là tâm giới. Cho nên nó đi theo mình hết đời này sang đời khác. Mình không có xả giới, nhưng mà ví dụ thôi. Ví dụ như mình gặp khó khăn ở cái mức độ nào đó, vấn đề gì đó trong cái giới này, mình phải lên gặp cái vị thầy tinh thần của mình. Mình trình bày để xem coi thầy này có thể giúp mình trì giới trong một cái phạm vi nào mình có thể, để mình hết lòng mình phát tâm. Nhưng mình chưa thực hiện trọn vẹn thì mình vẫn giữ giới này. Đã thọ rồi mà, thì mình trì giới này ở trong một cái phạm vi nào đó. Cho nên á, khi mà một vị xuất gia mà sắp mất á, xin lỗi đã mất rồi đó, sắp sửa mà đem vị đó đi chôn, đi thiêu á, thì tối đêm nay, ngày mai sáng mà làm lễ thì tối nay nè, là sẽ làm một cái lễ tụng giới cho cái người mất đó, cho một vị xuất gia đó. Mà khi tụng giới không phải là tụng giới tỳ kheo, không phải tụng giới tỳ kheo ni, mà là tụng cái giới Bồ Tát này. Cho nên giới tỳ kheo á, ai không thọ thì không được đọc. Nhưng mà nói chữ không được đọc á, đây là trên tinh thần. Bây giờ quý vị muốn đọc có thể đọc không? Được, tại vì nó nằm đầy dẫy trên internet hết á. Nhưng mà cái ở đây nói chữ không đây là bởi vì sợ mình rơi vào, mình rơi vào một cái khó là mình biết được nhiều việc thì không phải là mình giữ cái tâm mình bình an nữa, mà mình chỉ trích. Chứ vấn đề là chúng ta chuyển cái tâm, chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình. Chứ còn không phải là vấn đề mình đọc cái là không đọc. Thí dụ bây giờ có những vị người ta nghiên cứu cái giới đó,
ta hiểu là khi ta thấy các vị xuất gia phạm vào cái đó đi, người ta thông cảm và người ta chia sẻ và người ta tìm cách giúp, cái đó thì đâu có thành vấn đề. Nhưng mà đa phần là chúng ta biết nghèo nào á thì chúng ta lấy cái đó ra chúng ta chỉ trích. Thì các vị lớn ngày xưa như Phật Tổ sợ chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là tu thì ít mà chỉ trích thì nhiều, chứ các ngài nói chúng ta không cần thiết. Nó không phải của mình thì thôi khỏi nghiên cứu. Nhưng mà riêng Bồ Tát giới á, là giới của các vị xuất gia tại gia đều được thọ hết, và có thể nói là cái phần giới cao nhất của người tại gia. Cho nên á, nếu mình muốn thọ Bồ Tát giới này á, mình nên nghe giới, học giới trước khi mình thọ. Ở bên truyền thống của người Trung Hoa rất là kỹ, Phật tử Bồ Tát tại gia nào muốn thọ giới này phải tới cái chùa đó học giới 3 tháng. Học cái giới này 3 tháng trước khi phát tâm thọ. Cũng giống như bên Thiên Chúa giáo mà ai mà muốn đám cưới là phải đi học học giáo lý vậy đó. Học giáo lý để trước khi mà người đó được rửa tội. Thì Phật tử tại gia mình phải thế. Bây giờ những bộ băng giảng về Bồ Tát giới này đã có trên mạng hết. Mình có quyền nghiên cứu, học hỏi về giới này để mình cảm thấy khả năng của mình có thể tiếp nhận được hay không. Rồi chúng ta, bởi vì nó là thông giới, phải không? Nó không phải là biệt giới. Biệt giới là dành riêng biệt cho thành phần nào. Ví dụ như nó là tỳ kheo ni giới, nó là biệt giới tại vì giới đó dành riêng cho các vị nữ tu mà thọ cái giới đó. Tỳ kheo giới là biệt giới, sa di là biệt giới. Biệt giới là giới riêng biệt cho một thành phần nào đó. Ví dụ như chú sa di mới vô tu không thể thọ một tỳ kheo giới được, tại mới xuất gia thọ sa di thôi. Nhưng mà nếu vị sa di, nếu một vị sa di đó đi xuất gia năm 70 tuổi, 80 tuổi già quá rồi đâu có thọ tỳ kheo được chi nữa, thì thọ sa di giới rồi thì thọ Bồ Tát giới. Vì Bồ Tát giới là giới mà bất cứ luận tuổi tác nào ai cũng có thể thọ. Và giới này sẽ đi theo mình đời này sang đời khác. Cũng như Pháp Tam Quy vậy đó. Quy Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Thì tất cả chúng ta dù xuất gia, tại gia gì cũng đều thọ Tam Quy hết. Còn ví dụ như là mình phải trình bày cho cái vị thầy tinh thần của mình biết vì sao mình nghĩ là mình muốn xả giới. Ví dụ vậy đó. Thì có thể mình có những khó khăn nào đó, thì vị thầy đó sẽ du di tìm cách nâng đỡ mình trên con đường tu tập mà ở trong khả năng của mình. Vì đó là cái tâm nguyện tu tập của mình. Còn ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi nha. Quý vị không hề biết gì cái giới Bồ Tát hết á. Tự nhiên ở đâu có cái giới đàn thọ Bồ Tát giới á, cái người nào đó rủ mình vô thọ. Mà trong đầu mình không có một cái tâm biết cái gì về cái giới này và phát tâm thọ hết. Cho dù quý vị có vô nói mô Phật giữ được, quý vị cũng có đắc giới đâu. Tại vì đâu có từ cái tâm mình phát nguyện đâu. Chữ đắc giới là gì? Khi thầy đó thì cái chư vị giới sư truyền giới đó cho mình, tâm mình đang tha thiết cầu cái giới đó. Thì khi mà các vị hỏi giới thứ nhất điều gì đó, thí dụ như là vậy đó, và hỏi có giữ được không, mô Phật giữ được, thì lúc đó mới đắc giới. Tại vì cái vị đó truyền, mình mô Phật là mình thọ, và cái tâm mình tha thiết mong cầu mới đắc giới. Chứ còn mình không có biết gì hết thì cũng chẳng đắc giới. Pháp Hòa nói ví dụ như cái y mà mình thọ đó, thật sự mà nói là cái đó là một tấm vải chứ gì đâu. Nhưng mà nếu cái vải đó, cái tấm y đó được may lại thành y, và rồi mình nâng lên ngang trán của mình và mình tiếp nhận bằng tất cả trái tim của mình và sự gia trì của các vị giới sư, và cái y này nó chuyên chở, nó tượng trưng cho cái giới mình đã thọ. Khi mình thọ sa di giới thì nó có cái y của sa di. Y sa di là không có những cái điều như cái sọc gì hết, nó chỉ có một cái đường may đi xuống thôi. Thì khi mình tiếp nhận xong thì thật sự nó là cái y. Còn ví dụ bây giờ mình ra chợ mình mua,
về mình cũng đắp lên vậy, hoặc là mình cũng cầm vậy, nhưng mà mình cái tâm thọ giới mình không phải tha thiết như vậy, thì mình có đắp 10 cái tấm đó thì nó chỉ là một tấm vải thôi, chứ nó không là cái y. Vì cái y là người ta thường gọi là cái pháp y, nghĩa là y này tượng biểu tượng cho cái giới pháp mình thọ. Mình thọ giới để nuôi dưỡng cái tâm của mình, còn mình tiếp nhận cái lá y để mình đắp lên người, để nuôi dưỡng cái thân tướng tu hành của mình. Cũng giống như là cái bình bát vậy đó. Thọ thì mình trì bát, gọi là thọ trì. Thì bình bát đó là biểu tượng cho một cái vật đựng thức ăn, nuôi dưỡng cái thân này. Cho nên người tu là y với bát đi chung. Và ngày xưa là khi người ta truyền xuống cho đệ tử, chân truyền của mình truyền cái y cái bát lại cho người đệ tử đó, để ấn chứng là mình được cái sự tiếp nối. Chứ không có, mình không có xả giới. Nhưng mà trường hợp xả giới cũng có thể xảy ra, nếu như mà cái giới đó mình hoàn toàn không biết gì hết. Mình hoàn toàn không biết gì hết thì coi như là mình đâu có đắc giới đâu. À, kính thưa thầy, chúng con có thắc mắc, chúng con thấy thầy trẻ mãi không già mà chúng con tu hoài mà càng ngày càng già. An ủi quá. Sao mà trẻ mãi không già được? Nhưng mà quý vị tại sao không? Tại vì nó già sẵn rồi. 20 năm trước, 10 năm trước già sẵn rồi chứ. Thưa đại chúng, là có một hôm Ngạ Nan á đến hầu Phật. Ngạ Nan cầm tay Phật lên và thấy da nhăn trên tay Phật, Ngạ Nan buồn. Nghĩa là Đức Phật đã bắt đầu già nua và cái sự ra đi của Đức Phật cận kề. Ngạ Nan khóc buồn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: "Này A Nan, tại sao thầy phải lại như vậy? Thầy đừng có quên rằng cái bệnh tật nó nằm ngay nơi con người đang khỏe mạnh. Cái già nua nó đang nằm ngay trên con người đang trẻ trung. Cái chết nó đang nằm ngay nên con người đang còn sống." Thưa đại chúng, Ngạ Nan á đóng vai của mình. Trong kinh hay kể Ngạ Nan có những cái cách sống rất là bình thường, mà thậm chí nếu mình nói theo, lấy từ ngữ theo Phật học đó, Ngạ Nan sao mà đời quá. Nhưng mà thật sự ra đó, Ngạ Nan đóng vai một con người bình thường của chúng ta. Khi chúng ta thương một cái gì đó, chúng ta biểu lộ, chúng ta lưu luyến, chúng ta không muốn mất. Nhưng mà thật sự ra Ngạ Nan làm cái duyên, cái cớ, không? Ngài hỏi, nếu mà Ngài không khóc thì làm gì Đức Phật nói mấy câu chân lý đó cho mình nghe. Con người chúng ta sống mà có một cái bệnh là bệnh quên. Mình quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhưng mà thật sự già, bệnh, chết là chân lý, là lẽ thật. Cho nên đại chúng đừng quên, nếu ai hỏi mình: "Phật thì tôi biết rồi đó, Phật là ông thầy, Phật là Đức Phật, là người giác ngộ, tôi biết rồi đó, như vậy pháp là gì?" Thì đại chúng phải nói cho các vị đó biết là pháp là chân lý, là lẽ thật. Mình quy y pháp á, là mình trở về nương tựa với lẽ thật, với chân lý, với con đường. Chân lý là gì? Sống, có sống là phải có chết. Chân lý là gì? Cuộc đời là biến đổi, là vô thường. Đừng quên cái đó. Cho nên mình nương tựa pháp là nương tựa với chân lý để sống. Mà người nào có pháp là người đó an lạc. Tại sao? Vì luôn luôn sống với lẽ thật, với chân lý. Ngay cả tất cả thứ tình cảm mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, tất cả tình cảm đó sẽ thay đổi. Ví dụ như nè, dù người đó sống cho tới già nua, nhưng mà thưa đại chúng á, lúc mà mới gặp nhau là thương đắm đuối, phải nói phone mỗi ngày. Hồi đó là chưa có vụ FaceTime, là thường viết thơ cho nhau, vân vân. Nhưng mà rồi sống thời gian có con rồi, bắt đầu thì đâu phải là như hồi trẻ nữa đâu. Mình đi mà xin lỗi, già mà gặp nhau đi đâu, bọn anh với em nó nói trời ngộ ghê. Già phải kêu theo già nha, ông với bà.
chứ hai chồng 80-90 mà anh ấy anh tự nhiên là mình thấy nó lạ lạ. Tại vì trong đầu mỗi người chúng ta nghĩ rằng lúc còn trẻ anh em được, mà gặp nhau già rồi không được anh em. Nhưng mà thật ra đâu có ai bắt buộc mà không được anh em đâu. Ổng già ổng 80 tuổi thì ổng vẫn là anh. Chị 80 tuổi chị vẫn là chị, là em. Nhưng mà trong cái đầu của mình suy nghĩ vậy đó. Mà mình nghĩ cho cùng cái cuộc sống mình nó rất là mâu thuẫn. Người ta mà gặp nhau người ta gọi mà anh em nhau ấy, già ổng nên nết. Như vậy mà hễ mà ta thay lòng đổi dạ thì mình không chịu. Nhiều khi mình suy nghĩ trong cuộc sống người mình nó có rất là nhiều những cái lạ lùng. Thật ra thưa đại chúng là chân lý là vậy, là lẽ thật. Chứ quy y pháp là quy y nương tựa vào lẽ thật. Lẽ thật của cuộc đời là chân lý cuộc đời là vô thường, là biến đổi. Cho nên nếu mỗi ngày một người Phật tử đừng bao giờ xa rời pháp. Mình xa rời pháp là mình sống khổ lắm. Tại vì pháp là chân lý, là lẽ thật. Còn các cái hiện tướng xung quanh mình, mọi hiện tượng là cũng là một pháp. Nhưng mà cái trường hợp này, pháp này là hiện tượng sự vật. Cho nên để nói rõ, Phật pháp nghĩa là chân lý, là lời dạy của đấng giác ngộ. Chữ pháp nói cho đủ là Phật pháp, để nó phân biệt với cái pháp. Mà cho dù là Phật pháp đi nữa đó, nó cũng biến dịch theo thời gian. Có những cái nó phù hợp, có những cái nó không. Và mình có thể du di thêm thắt. Ví dụ như khi mà Phật giáo mà sang tới Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc là tụng kinh có cái mỏ. Chứ thời Phật tụng kinh không có mỏ. Vì cái âm điệu tụng của tiếng Pali nó khác. Mà khi kinh điển chuyển qua các nước Á Đông mình là vì mình tụng có cái âm điệu EA. Cho nên lấy nhạc khí để mà làm ra cái hình thức đó để mình tụng cho nó đều đặn. Và làm một cái nhạc lễ. Nó đi theo. Cái áo tràng quý vị mặc bây giờ quý vị, nếu mà Đức Phật thật sự mà Ngài có mặt ngay bây giờ, Ngài xuất hiện trước mặt mình, Ngài nhìn cái áo tràng mình không biết cái áo gì. Vì cái áo tràng là do mình chế, chứ thời Phật không có cái áo này. Thời Phật không có cái áo tràng này. Thời Phật là các cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng. Người ta mặc cái xà rông trắng, ta có tấm vải trắng ta quấn trên người. Và ngay bây giờ ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan á, vẫn giữ được cái hình thức đó, là tất cả Phật tử đi chùa dù nam dù nữ gì đều mặc đồ trắng hết, để tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Không cần biết mình mặc cái gì, mà hễ tới chùa nghe nó đi chùa là vô thay quần áo hết, mặc đồ trắng đi chùa hết. Pháp Hòa qua bên Tích Lan á, sáng Chủ Nhật mà 5 giờ sáng thôi là chùa rộp hết, từ con nít 2 tuổi, 3 tuổi cho đến cha mẹ, ông bà đi chùa không sót một người nào. Cả nhà đi chùa mà đi từ 5 giờ sáng á, rộp hết mà áo trắng. Và trên tay mỗi người cầm một món đồ vô cúng Phật. Người thì bưng một chén sữa, người bưng một chén cháo, người bưng một vắt cơm, người cầm một cái hoa sen, người cầm một ly nước. Trong gia đình trên tay đều cầm một cái vật gì đó để cúng dường. Ta đi rộp chùa, đi rộp sân chùa hết. Mà không phải, không cần phải vân tập trong chánh điện nữa. Ta lại cây bồ đề, ta ra cái tháp, ta ra tượng Phật. Bởi vì bên Tích Lan là cây bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Nếu chánh điện chật, mình không vô chánh điện được, mình ra cây bồ đề, mình ngồi, mình tụng kinh. Lại cây bồ đề, vì cây bồ đề là biểu tượng cho Phật. Quý vị nghe cái bài pháp Phật Hòa nói Đức Phật và năm biểu tượng đó. Có 5 cái biểu tượng tượng trưng cho Đức Phật: cái tháp, xá lợi, cây bồ đề, pháp y, hoa sen hay là pháp luân. Đó là những biểu tượng của Đức Phật. Nếu mình không có tượng Phật, mình để cái pháp luân lên 38 cái bánh xe pháp hay là 12 cái, mình lãnh lễ giống như mình lãnh lễ Phật vậy. Hồi đó đi vượt biên qua tới trại tị nạn, có những nơi đâu có Phật thờ đâu. Ta đem theo được cuốn kinh Pháp Hoa, ta để cuốn kinh Pháp Hoa lên ta lại. Vì kinh đó
Pháp là biểu tượng cho Phật, lời Phật dạy. Cho nên chân lý là cái già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái bệnh nó nằm ngay nên con người đang khỏe mà thật. Có nhiều người đang khỏe bình thường vậy, đi thử máu, đi khám bệnh cái phát hiện ra bệnh nặng, thời kỳ cuối vân vân. Và thậm chí có nhiều người đang khỏe vậy, có họ gục trên bàn họ chết. Có nó đâu có bệnh gì đâu, chết không có đâu. Nó không bệnh là tại vì hiện tượng mình nhìn thôi. Thật sự ra người đó có bệnh chứ, đứt mạch máu, người đó bị stroke, người đó đứng tim, vậy có bệnh không? Có bệnh mới chết chứ. Nhưng mà tại cái bệnh đó, mình nghĩ bệnh là phải nằm liệt giường liệt chiếu vậy. Không, có những cái bệnh nó đến bất đắc. Và thậm chí không bệnh tật gì hết, tai nạn xe cũng có thể chết. Như vừa rồi Pháp Hòa có kể mấy cái câu chuyện này mấy lần. Hai ông bà ở bên Canada, chỗ Pháp Hòa đó, vừa đúng tuổi về hưu. Năm hè năm nay là đúng tuổi về hưu. Hai ông bà về hưu xong lái xe đi qua tiểu bang khác chơi để mà ăn mừng vợ chồng ngày mình được nghỉ hưu. Và trong chuyến đi đó hai ông bà đã lâm nạn, chết chung một ngày, chưa có được hưởng một đồng bạc nào tiền hưu, chưa được thật sự nghỉ một ngày nào hết, phải không? Thành thử ra rồi bây giờ ví dụ như mình nhìn mình cái người mà người ta mất một cách không đột ngột vậy, mình thương xót, nó trời ơi chết tức tưởi không có kịp chối chăn gì hết, cũng không hẳn. Có nhiều người ta thấy vậy ta nói có phước ghê, chết mà không có. Có nhiều người ngủ đi luôn vậy, thì nói người đó sống chết tốt. Thật ra để chúng đừng có bận tâm chết cách nào cũng là chết. Nhưng mà cái duyên phước, duyên cách, duyên nghiệp của mỗi người nó chết một cách thôi, không có cái nào phước hết, mà cũng có nào không phước hết. Thí dụ bệnh cũng không phải là không phước đâu, nhiều khi mình trả cái nghiệp cho nó hết, còn dư lại đó trả trên giường bệnh cho nó hết nghiệp đó rồi là đi. Còn người kia chết mà không có nói gì hết đó, cũng là một loại nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này không có nghĩa là tốt xấu gì, mỗi người đều là nợ. Nghiệp thì mình cứ trả, trả theo kiểu nào đó. Có những vị xuất gia đó, quý vị thấy không, đi làm từ thiện, trên đường đi làm từ thiện về mất. Rồi không lẽ mình nói ủa làm từ thiện tốt mà sao chết kỳ vậy? Thật ra mỗi người nó có một cái nghiệp cuối mình phải trả. Rồi cũng cảm ơn ban cộng sự nhà bếp, đặt ban cộng sự nhà bếp khen em mà đi tiếng Mỹ nó I know me, mình tự già mình tự biết. Con thường nghe quý thầy giảng thân người khó được, giống như con rùa mù ngàn năm vớ được khúc cây, vậy sao dân số thế giới càng ngày càng tăng? Thưa đại chúng, là cái sự luân hồi xáo nẻo của vô lượng vô số thế giới, không phải thế giới con người mình không. Nếu mà hôm nào quý vị có một dịp á, quý vị đi vào những cái aquarium, tức là những cái nơi mà người ta cho mình coi về cá đó, mình phát hiện là trời ở dưới biển đó, không tưởng được hàng ngàn thứ cá khác nhau. Và có những con cá nó đẹp cực kỳ, đẹp như là mình vẽ vậy đó. Cái vảy màu vàng, cái đuôi nó màu đỏ, có những con cá xanh đỏ từng lớp như là mình sơn vậy đó. Lạ lắm, đẹp lắm. Thì có một lần đi với quý Phật tử đi xem cái chỗ đó mà quá chừng những con cá, mà có những con cá xấu xí vô cùng. Thì cái chú Phật tử chú biết về cái tên con cá đó, thì chú nói con cá này người ta gọi nó là cá mặt quỷ. Mà thật sự mình mẩy nó, chú biết không, nó lồi lõm cục còn mà rong riêu nó đóng, mặt mày nó nhìn rất là xấu. Thì Pháp Hòa mới đứng đó và mới giải thích về cái tập nghiệp của chúng sanh. Tuy rằng nó thọ thân súc sinh, nhưng mà trong thế giới súc sinh, phước báo của mọi loài nó khác. Bằng chứng là thân tướng nó thọ. Nếu nó thọ được cái thân tướng đẹp
thì người ta thích gì? Thích ngắm nhìn. Rồi có những con cá nó thọ thân cá, nhưng cái phước nó còn, cho nên người ta thích đem nó về, ta để nó trong lòng. Tuy người ta nhốt nó, nhưng mà người ta nâng niu, người ta chăm sóc nó. Có những con cá người ta không có chăm sóc nó, người ta chỉ ăn nó thôi, gặp đâu là ăn đó, chứ không bao giờ mà chăm sóc nó. Thí dụ Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam là ở dưới quê ăn con cá sặc, con cá rô, phải không? Đâu có ai mà đem cá sặc về để ông làm ngắm đâu. Thấy cá sặc ở đâu là phải kho xả nó liền. Thì có những chúng sanh nó, cái tập nghiệp của nó mang cái nghiệp thân đó là người ta ăn nó, chứ người ta không có chăm sóc nó. Vậy thì tuy thân xúc sinh, nhờ phước báo khác không? Khác. Rồi bây giờ mình nhìn lại con người mình có giống không? Cũng giống vậy. Có nhiều người người ta gặp ta ghét, có người ta gặp ta thương, có người ta đem về ta nâng niu như trứng, ta hứng như hứng hoa, nhìn ta tung như có những người đem về ta không có hứng mà ta tung. Tập nghiệp khác hết. Và trong con người cũng có người đẹp, người xấu, chủng loại nó khác hết. Đi vô trên thế giới của coi cá rồi mình mới thấy quá chừng con, những con cá mà cả ngàn thứ cá luôn. Mà có những con cá nó lạ lùng mà mình không bao giờ mình nghĩ là đẹp mà nó lạ như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói là trong kinh Phật, Đức Phật nói về cái tập nghiệp thọ thân của mỗi người. Cho nên quý vị thấy mình cùng là một con người với nhau. Do dù là hai người sanh đôi nhưng cũng không thể nào giống nhau 1000 phần ngàn, nó cũng có một vài điểm gì nó khác. Và đặc biệt là có nhiều khi sanh đôi nó giống ở cái mặt 90%, 95%, nhưng mà tánh tình nó khác trời vực. Tập nghiệp mà. Nhưng mà nó chung một nghiệp, cho nên nó làm anh em chị em sanh đôi, nó chung một cái nghiệp nó trội hơn các nghiệp khác. Cho nên á, mà mình mà có mặt ở thế giới này á, không phải chỉ con người lẩn quẩn vậy mà ở thế giới khác ta xuống nữa. Có những người người ta ở trên kia ta hết phước rồi ta xuống đây. Rồi có những loài thấp hơn ta đủ phước ta trồi lên. Rồi thế giới con người mình có những người được thọ thân người nhưng mà không có sống đủ phước báo thì sanh vào cõi khác. Vô lượng vô số thế giới. Tái sinh luân chuyển luôn, cho nên gọi là luân hồi lục đạo. Mà chữ lục đạo này á, nghĩa là mình sanh trong 6 cõi, rồi trong mỗi cõi nó quá trời thứ. Quý vị thấy nơi cái con người mình à, đây mình có sống chung như những con vật không? Có con chó, con mèo, con gà, con vịt, con heo, con bò đấy, nó cũng gần mình đấy. Mình kêu là thường gọi là lục xúc á, 6 con vật mà nuôi gần với con người nhất. Vậy thì trong cái cõi giới này cũng có phàm thánh đồng cư á. Phàm thánh đồng cư nè, có những người á, người ta tâm, thí dụ trong đạo tràng mình đó, có những vị ta đâu biết gì, ta chưa biết gì Phật Pháp hết. Tâm người ta rất là còn phàm. Phàm đây là nghĩa là bình thường á. Mà người ta tới đây người ta nghe Pháp và trong đầu người ta có thể rất là đơn giản là người ta nghĩ chùa là đều là những người đẹp, người dễ thương hết. Tới hồi xin cơm nhậm cô không dễ thương, họ sốc, họ nghĩ sao chùa như vậy. Nói dạ đúng, đây là chùa, mà chùa là bệnh viện, nhiều bệnh nhân trong này lắm, và cũng có bác sĩ, cũng có y tá. Mà đừng bao giờ nghĩ bác sĩ không bệnh, nhiều khi bác sĩ bệnh nặng hơn bệnh nhân. Phải không? Cho nên trong cái cõi, cái trong cái trong cái 4 loại tịnh độ á, thì tịnh độ, ở cõi tịnh độ có một cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là những bậc chứng thánh mới về đó là đành rồi. Nhưng mà có những người á, người ta mới vừa đạt tới cái chỗ sơ nhất thôi, người ta mới vừa tới đây. Chẳng những như bây giờ ở đây có những người đã sống ở đây 40 năm mà có những người mới định cư từ ở một cái nước Việt Nam hay nước Trung Hoa gì đó, ví dụ vậy, thì rõ ràng hai cái hiểu biết, hai cách sống khác không? Thì ngồi trong cái nước Mỹ này cũng có người cũ người mới, thì ở cõi cực lạc cũng
cũng có một cái tên là phàm thánh đồng cư, nghĩa là những người mới sinh về tịnh độ mà họ chưa được trung phẩm thượng phẩm gì hết, họ là hạ phẩm hạ sinh. Cửu phẩm liên hoa, nhớ không? Cửu phẩm liên hoa thì cái người mà sanh về cái phẩm cuối cùng mà phẩm thấp nhất gọi là cửu phẩm gì, hạ phẩm hạ sinh. Thì cái người hạ phẩm hạ sinh này họ còn nghiệp, họ còn những cái chưa thuần của họ, nhưng mà không sao, họ về đây rồi họ sẽ từ từ chuyển thánh hết, tại vì cái môi trường thánh này sẽ giúp họ chuyển hóa. Cho nên không có gì lạ khi mà cái thế giới con người mình gọi là dân số tăng, vì các cái chuyển nghiệp của các cái phần, các cái quốc độ khác. Trong Phật Pháp có câu hỏi nào Phật tử hỏi mà quý thầy cho rằng là câu hỏi ngu xuẩn không? Trả lời, thưa thầy xin giải thích thế nào về vị thầy đó. No idea. Thật ra thưa đại chúng á, Pháp Hòa Thường thưa với quý vị nè, khi mà mình nghe Pháp á, mình lấy bốn cái điều y cứ để mình có thể nghe Pháp và không có phiền não. Một, y Pháp bất y nhân. Hai, y nghĩa bất y ngữ. Ba, y trí bất y thức. Bốn, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cái này gọi là giáo lý tứ y. Chữ y này là nương tựa. Thứ nhất, y pháp bất y nhân là mình nghe cái pháp thôi, đừng có để tâm cái vị nói. Nếu mình thấy ở nơi vị nói pháp chưa có những cái điểm đồng với mình, hay là có những cái hành tác mình chưa có chấm. Thí dụ có nhiều vị giảng nhưng mà tư thái rất là thô, thì thôi, nếu mà vị đó nói pháp đúng, pháp Phật mình nghe, mình học tu được, mình y cái pháp, đừng bận tâm gì kìa. Để làm chi? Để mà không phiền não chứ gì hết trơn á. Nếu mà mình nói, họ nói ra làm gì? Tới đây nghe pháp. Chứ đâu phải mình coi ông đó. Đó, tôi muốn, nếu mà tôi muốn coi cái bộ tịch á, thì thôi mình coi cả Lương Hồ Quảng. Ta muốn bộ tịch nó hay hơn. Thầy ở đây nói để cho mình, thí dụ lỡ mình kẹt một cái gì thì Phật cho mình một cái pháp để mình ra khỏi cái đó liền. Thôi, y pháp bất y nhân. Nhưng mà lỡ có những vị giảng, nhưng mà trong khi người ta giảng, người ta sử dụng cái từ, thì mình nên y nghĩa bất y ngữ. Tại vì cái lời nói cái vị đó có thể nó không hay, nhưng mà cái ý người ta không xấu. Có nhiều khi người ta sử dụng cái từ đó trong đời sống hàng ngày, nhưng chính bản thân người ta không có nghĩ là cái chữ đó nó nặng nề gì hết. Đôi khi người ta nghĩ vậy. Pháp Hòa ví dụ như trong kinh á, hay dùng cái từ nè: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu, người trí cho là trí, thật đáng gọi chí ngu. Cái là mình không biểu biết, mà mình cứ cho mình biết mình là người không hiểu biết, mình sẽ học gọi là người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cho nên biết mình ngu cho nên ra chịu học. Nhưng mà nếu mình là bậc trí mà cho mình là trí thì không chịu học nữa, thì cái người đó là quá ngu rồi. Nhưng mà mình nghe mình, trời ơi, kinh gì xài chữ nghe nặng quá, xài chữ ngu. Tại vì tiếng Việt của mình á, chữ ngu là nặng dữ lắm. Nhưng mà tiếng Hán chữ ngu nó không có nặng. Tiếng Hán chữ ngu không có nặng. Ngu là gì trong tiếng Hán? Nghĩa là khi không hiểu biết lẽ thật gọi là ngu. Nhưng mà tiếng Việt mình mà ai chửi ai ngu là nặng lắm à. Không biết chữ ngu với chữ đần cái nào nó hơn. Cho nên thưa đại chúng á, thường là người mình đó, đôi khi mình nói cái thằng đó, cái ông nó dốt lắm. Thật sự, thật trong đời Pháp Hòa là không bao giờ dám xài chữ đó. Tại vì mình biết bao nhiêu mà mình cho người ta là dốt, không dám xài.
Mặc dù cái nghĩa của nó là nghĩa bình thường, nó không biết thì kêu dốt chứ gì đâu. Nhưng mà mình tự xưng mình dốt được mà không nên nói người khác dốt. Cho nên có nhiều vị thì xài thường lắm, ai cũng dốt hết đó. Nhưng mà thiệt trong đời Pháp Hòa là Pháp Hòa không dám xài cái chữ đó. Rồi thưa đại chúng, có nhiều khi á, mình nhỏ lớn lên á, mình bị ảnh hưởng những cái từ ngữ xung quanh người ta nói, chính bản thân mình cũng bị. Thưa quý vị, không phải cuộc đời này nó đơn giản. Ngay khi mình dùng những cái từ mà người ta thấy không có hợp với mình, người ta cũng phản ảnh. Pháp Hòa ví dụ nha, thường là mình dùng cái chữ là ghi danh tu học. Thì có lần thì Pháp Hòa mới nói là nếu mà quý vị muốn tham dự những khóa tu á, xin quý vị đăng ký. Thì có một vị đó viết cho vào cái thơ phê bình, tại sao thầy dùng cái chữ đăng ký. Cái chữ đăng ký mình không có xài. Cái chữ đăng ký là chữ đó là của sau 75. Mà thiệt sự Pháp Hòa có biết chữ đăng ký sao nào đâu. Thì Pháp Hòa nghĩ đơn giản là quý vị hiểu và nói ha. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, nhiều khi mình nói chuyện với nhau á, thì mình bị ảnh hưởng cái từ sau này là bị bức xúc. Người ta cũng lên án chữ bức xúc. Rồi chữ thứ ba, tranh thủ. Nhiều khi mình nói là quý vị tranh thủ cho kịp thời gian, cũng bị lên án cái chữ đó, nó không được xài chữ tranh thủ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để chưa thưa với đại chúng là thôi thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, mình nói, người ta nói đa ngôn là đa quá, nói nhiều là mắc lỗi. Tại đôi khi mình không có kiểm soát đủ cái lời nói của mình đó. Mình xài từ thôi mà đôi khi còn bị chỉnh, chứ đừng nói là mình dùng những cái từ nó nặng hơn. Thì thôi, lỡ ai nói cái từ gì nặng quá mình nghe không được á, mình y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là nương theo cái nghĩa người ta muốn nói thôi. Còn cái dùng cái từ người ta dùng mà đừng có bận tâm. Để chi? Để đưa mình ra khỏi cái phiền não chứ không có gì hết á. Có đôi khi á, mình ứng dụng cái điều này ở nơi con cái mình nè. Nhiều khi nó đâu có biết cái chữ đó là hỗn đâu. Nó nói mà đôi lúc mình cười là tại vì mình biết nó đang xài chữ tiếng Mỹ. Phải không? Ví dụ như nó hồi nhỏ mà nhớ mấy chú tiểu mới vô chùa đâu có biết tiếng Việt nhiều. Thầy ơi thầy, có con mẹ nào muốn thầy dưới? Thì Pháp Hòa nghe chữ con mẹ là không biết nó ở đâu ra. Mà mình nghe rất là kỳ không? Có con mẹ nào muốn thầy dưới? Cho nên thưa đại chúng là có những lúc, nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là mình nghe nó nói gì mình có giận nó không? Hoàn toàn là không. Mình cười thôi, là vì mình biết nó là con nít. Mới đây nè, mới mấy ngày đây thôi, có một thầy mà lớn nhất là lớn á, mà một trong những đệ tử tự Pháp Hòa, thầy mới nhắn tin cho Pháp Hòa. Thầy mới hỏi thầy ơi, con có thể đưa anh Phật tử đó đi thăm cái chỗ đó được không, trước khi vô khóa tu. Bữa nay bển là vô khóa tu sức khỏe nè, thì có một anh ở xa đến, ảnh tham dự cái khóa tu đó, thì có dư một ngày thì thầy này muốn chở anh đó đi thăm. Pháp Hòa mới hỏi thứ mấy đi, mà không biết thầy đọc sao thầy hiểu là ngày mấy. Tại khi mình nhắn cái tin đó là mình hơi nghi, có thể thầy này không hiểu ý mình nói thứ mấy. Thầy không có trả lời cái câu đó của mình, mà thầy nói đi sáng đi chiều về. Vì thầy nghĩ là nghe chữ mấy á nghĩa là đi mấy ngày, nhưng mà thật sự Pháp Hòa là thứ mấy, nghĩa là thứ hai, thứ ba, đi ngày nào. Ảnh trả lời lấy Pháp Hòa là sáng đi chiều về. Pháp Hòa cười thôi, vậy Pháp Hòa biết. Có một em á, hồi nhỏ nó ở chùa, nó ở mùa hè đó,
Nó thì nó hay cứ, nó không chịu, nó ít khi nào nó ra ăn chiều, cứ chiều là nó ngủ à. Cái bữa nọ Pháp Hòa hỏi con ăn chiều chưa con, nó trả lời lại là dạ chiều nay con không có ngủ. Là nguyên cái bàn ăn người ta không hiểu hai thầy trò đang nói cái gì hết trơn á, mà chỉ có mình không mà hiểu nó. Ta hỏi sao nó nói vậy mà thầy, nó nói thầy hỏi nó vậy mà nó trả lời mà thầy hiểu nó. Dạ tại vì thường nó ngủ, nó nói chiều nay không có ngủ nghĩa là nó có ăn chiều. Hai cái y rồi phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Thưa đại chúng, trong con người ta nó có hai phần, một là thức, hai là trí. Thức là do mà cái học, học thức mà. Và cái thức là cái nhận biết, cái phân biệt. Pháp Hòa ví dụ như là mình nhìn này, mình cái nhận thức mình đó, đây là hoa hồng, đây là hoa cẩm chướng. Thì mình có thể cãi với nhau nếu mà nói nhầm tên. Nhưng mà người trí thì người ta không có gây. Người ta nói tại anh này không có biết cho nên anh mới gây. Giống như cái em học trò đó, nó cộng 1 cộng 1, 1 cộng 1 bằng 3. Thì cái anh học sinh cùng á cãi với nó 1 cộng 1 bằng 2. Hai đứa nó cãi chí chóe, thiếu điều muốn đánh lộn. Nó đem vô ông thầy, ông thầy đánh cái đứa mà cộng trúng á, cái đứa mà 1 cộng 1 bằng 2, ông đánh ông trận. Nó mới nói tại sao mà con cộng trúng mà thầy đánh con. Ông nói thầy không có đánh cái chuyện đúng sai của con, mà thầy đánh cái ngu. Đã biết trúng mà còn cãi với thằng trật. Thì cái anh mà anh cộng trúng là anh trí không? Nhưng mà tại vì anh quên phân biệt là cái thằng này nó không biết. Cho nên thức là cái mà mình nhận biết. Nhưng mà cái nhận biết có thể mê lầm, trí tuệ là không ạ. Trí tuệ là gì? Là do mình tư duy, mình soi sáng. Cho nên trí lúc nào nó cũng hơn cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Mà cái phân biệt thì làm sao đúng được? Tại anh đứng ở góc này anh nói, anh đứng góc này anh nói, đứng góc kia anh nói. Anh nhận thức, mà cái nhận thức anh có thể sai. Cho cái người trí là người ta luôn luôn ta nói, đây là những gì tôi nhận biết. Và người ta thêm câu nữa, có thể tôi sai. Nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị chỉnh đốn cho. Người trí là người ta vẫn lấy cái thức ta sống, nhưng mà người ta lấy cái trí người ta trùm nó một cái. Ta nói bằng cách là có thể nhận biết tôi sai. Cho quý vị để ý những quyển sách mà các vị ta viết đó, trong quá trình nghiên cứu soạn thảo quyển sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong quý vị cao minh phủ chính cho. Thường thường ta viết sách ta hay thêm câu cuối vậy đó. Vì người ta biết rằng cho dù mình có nghiên cứu cỡ nào đi nữa thì thủy chung cái sự nghiên cứu này nó có giới hạn. Cho nên người ta lấy cái trí, người ta trùm, và người ta biết rằng cái nhận thức của mình còn có chỗ lệch. Vì vậy cho nên á, y trí bất y thức, nghĩa là mình nên y theo cái trí tuệ. Còn tất cả những gì người ta nói do cái nhận thức thôi, do cái hiểu, cái học thức của người ta ở cái khoảng thời gian đó. Pháp Hòa thưa với quý vị là có phải là cái học của mình ngày xưa với bây giờ mấy đứa nó học khác lắm. Thì nếu như mình là người trí là mình thấy hai thế hệ nó khác rồi, hai cách sống nó khác, hai cái hoàn cảnh nói chung là khác rất là nhiều về các mặt. Người trí không nên đau khổ, mà người trí nên nhận biết rằng mỗi thời đại mỗi khác, thời mình khác, thời con mình đã khác, huống chi là thời cháu của mình. Ba thế hệ là ba hoàn cảnh sống rồi. Thời mình là sống quá cực khổ, thời con mình là khổ, mà thời ngược lại là thời cháu mình là quá sung sướng, mà nó sung sướng cùng cực hơn cả mình và con mình. Một đứa nhỏ ở đây nó chưa bao giờ biết đói khổ. Nó đói là gì? Nó tới giờ ăn nó không có, nó ăn nó đói thì chứ nó không có khổ à.
vì nó muốn ăn là có ăn liền. Còn mình là thật sự của cái nghĩa đói khổ, biết cái khổ của cái đói khi không có ăn. Còn nó chỉ đói là đói bụng thôi, khi nó ăn nó tiêu hóa hết là nó đói, nhưng mà nó không có biết khổ là gì, vì nó khóc ré lên, nó muốn ăn là nó liền có ăn, và thậm chí nó ăn những món nó rất thích. Còn thời của mình là đúng là đói khổ, là vì chúng ta quá khổ để tìm miếng ăn. Trước đó là không, thời Pháp Hòa thôi, 80, 81, 79, 80, 81 là mình đã có một cái nhận thức dài, cho tới 85, 86 là Pháp Hòa biết rất là nhiều. Con nít thời đó mà đi học là trời ơi, nếu mà đứa nào mà có được cái bình mực cầm trong tay thôi là thuộc là sang, có tiền rồi. Đi học mà đeo trên người một cái bình, không biết quý vị nhớ cái bình thủy mà bằng nhựa đó, có sợi dây toàn ten đeo, nó có cái nắp đậy trên vậy nè. Mà đứa nào mà đi học buổi trưa mà sang mà có một chút hột é mà bỏ vô đó ha, mà rót ra mà thấy cha mày ngon nha, uống hột é, hỏi mày uống gì, tao uống sâm. Sâm không có mùi vị. Đứa nào mà có tiền mà mua một bình mực pha sẵn là giàu. Mình không có là mua bột mực, quý vị nhớ không? Mua bột mực rồi pha ra, rồi cái cây viết của mình không phải là cây viết bơm mà cây viết chấm thôi, nhớ không? À. Đi học á hả, thậm chí đến giờ nhiều lúc á, xin lỗi đại chúng là nhiều, tới giờ mà đi vệ sinh không có một tờ giấy, chạy vòng vòng khắp nơi khắp chốn, bất cứ một tờ giấy nào dưới đất xình bùng cỡ nào cứ cầm lên vũ 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 là có thể xài. Mình nó chưa có biết cái khổ đó. Chứ bây giờ mình đem bao nhiêu những cái gì mình nói với nó không có nhận thức thì nó hoàn toàn nó không thể nào hạ tiện như mình nói được, vì nó không thấy, nó chưa nhận thức cái đó. Khi mà nó khổ qua rồi là tự trí nó biết nó phải làm gì. Cho nên trong đời sống của chúng ta, mỗi người có một cái học thức và cái nhận thức khác nhau, và chúng ta vận dụng cái trí, nên nương vào cái trí để chúng ta. Cái trí là đôi lúc chúng ta đem cái trí cảm thông, cái trí cảm thông và cái trí nhận biết rằng mọi người có thể sai và có điểm nó đúng hết cãi. Hai ông bà ở trong nhà ở nhau người đang ngồi ăn cơm vậy, có con chuột nó chui dưới gầm giường, thì ông chồng mới nói dạ có con chuột nó chui dưới gầm, bà vợ nó chui đâu mà chui, nó chui qua cái tủ. Hai ông bà cứ cái tủ với cái giường mà gây xong rồi bỏ mâm cơm không ăn. Mấy ngày sau cái ổng cũng thấy buồn ha, không ai nấu cơm mà cái gì con chuột. Ổng mới là ổng giả lả, nói thôi tôi xin lỗi bà, tôi không phải, tôi nóng tôi la vậy đó. Đó phải bữa đó ông nghe là tôi đâu có chuyện. Ổng bực lên, bà mà nghe tôi đâu có chuyện, kể tiếp. Rồi nhịn đói thêm tuần nữa. Ý trí bất ý thức. Rồi cái thứ tư nè, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, nghĩa là y theo cái gì mà cái nghĩa lý nó siêu, nó cao, nó rốt ráo, còn mấy cái nghĩa nó không rốt ráo đừng có bận tâm. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Vì trong cuộc sống này có những cái mình nói là nói tạm, nói ngay lúc đó thôi, nó cần nói vậy, nhưng mà xong rồi thôi. Còn cái liễu nghĩa mình muốn là cái gì? Không phải, ví dụ như là có những cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc có những cái nó đến mà chúng ta cần phải hành xử như vậy để giải quyết vấn đề ngay lúc đó. Có thể là nó không có 100% đúng, nhưng mà trong lúc đó là như vậy thôi, không cách nào khác. Thì mình là cái người mà mình để giúp cho mình vượt cái phiền não chấp trước á, thì mình biết rằng à, đây là cái bất liễu nghĩa, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là mục đích chúng ta làm như vậy để vận dụng cho cái gì. Mà trong cuộc sống này á, cái bất liễu nghĩa nó nhiều lắm, chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Khi mà chúng ta hành xử tu tập cũng vậy, trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy.
Cho đó là 4 y ha. Cho lỡ một vị thầy nào nói cái từ là cái điều ta đặt câu hỏi. Thật sự có nhiều vị Pháp Hòa cũng nghe. Thí dụ ta đặt câu hỏi cái thì vị này nói là trời đặt một câu hỏi ngu xuẩn như vậy tôi không trả lời, thí dụ vậy. Thì đây là cái câu hỏi đó, đây là câu hỏi này. Đó là nếu một vị thầy mà nói như vậy thì mình nghĩ gì về vị thầy đó? Thôi mình đừng nghĩ. Mình nghe câu hỏi, mình thấy câu nói là mình đã hiểu người rồi. Mình thắc mắc chi để mình thêm phiền não nữa. Thôi bây giờ mình thông cảm, nếu như mình thân với cái vị đó, mình có thể góp ý. Mình có thể góp ý, tại sao con nghĩ là thầy nên dùng từ khác nó sẽ nhẹ hơn. Vậy thôi. Chứ thật sự ra trong cuộc sống thì đôi khi có lẽ cũng không có cố tình. Nhưng mà đôi lúc trả lời câu hỏi đó, mình bất chợt mình nghĩ ra được cái câu nói đó mình nói mà đôi khi mình không có hiểu. Xin thầy cho con biết thêm hai chi tiết về kiến. Con chỉ ghi được tà kiến và giới cấm thủ. Thưa đại chúng, ở trong các cái căn bản phiền não đó thì có một cái phiền não về cái thấy của chúng ta. Thì trong đó đó, nếu mà chúng ta thấy lệch lạc gọi là tà kiến. Thấy con bên là biên kiến. Và những cái gì mình thấy mình nắm chặt, mình không có chịu gọi là mở lòng tiếp nhận gọi là kiến thủ. Kiến thủ kiến nghĩa là chấp chặt những cái thấy của mình. Giới cấm thủ nghĩa là những cái giới điều. Thí dụ như Phật tử mình không có ai, không có kinh luật nào nói là thọ Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng dâng. Không có cái luật kinh nào nói câu đó hết. Và cũng không có câu nào mà nói là tụng chú Đại Bi bị khùng, tụng kinh Địa Tạng bị ma theo. Mà sao ngộ cái là không có thấy kinh sách để những cái câu đó. Mà ở đâu nó ra mấy câu đó hoài hoài. Đi giảng cứ nghe bị hỏi mấy câu đó. Thì những cái nghĩ như vậy, những cái hiểu như vậy là lệch với chánh pháp đó, gọi là tà kiến. Còn ví dụ như mình nghĩ là cái điều đó phải làm y vậy đó mới được, mới đúng đó. Mình nghĩ rằng cái đó là thuộc về giới luật, mình giữ, mình theo vậy đó, không thay đổi gì hết. Đó là giới cấm thủ, nghĩa là những cái quy điều, những cái giới điều mà mình đã cho nó là chân lý, phải giữ chặt như vậy. Nhưng mà mình quên một điều là khi giữ giới nó cũng có những trường hợp là khai giá trì phạm. Có những giới nó mở ra, mở xong rồi á ngăn lại. Trì là phải giữ, còn không là mình phạm, gọi là khai giá trì phạm. Đó là bốn cách để chúng ta giữ giới. Thưa thầy cho con hỏi, nếu con đi thỉnh một món gì tại chợ, con có nên trả giá hay không? Giờ qua ta làm ăn. Thưa đại chúng, nếu Pháp Hòa nói không là không được, mà nếu Pháp Hòa nói có là cũng không được. Nếu có mà mai mốt quý vị đi trả giá sát gián, trả giá mà ép người mua ép người bán, thì quý vị cái bà mà bán người ta, ta nói tại thầy tôi biểu tôi vậy là chết. Thật sự ra đó, ai đi mua đồ đều biết là người bán có lời. Mình có quyền trả giá, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ trước khi mình trả giá. Cái món hàng đó nếu trong lòng mình cảm thấy giá này phải chăng, mà mình muốn vẫn muốn trả giá, thì hỏi là bây giờ tôi mua món này chị có bớt thêm được chút nào không? Thì cái câu đó là nhẹ nhàng nhất. Còn ví dụ như người ta đem nguyên một cái đồ đó thật là tốt gì, mình trả giá một tí tà với ta đấy. Quý vị biết cái vụ trả giá không? Có cái ông cư sĩ, ông gần chùa mà cái ông này cũng lý sự dữ lắm. Thì có bữa nọ ông vô, ông thấy là ai vô hỏi đạo hòa thượng mà sao cứ chị dơ tay không à. Thì cái bữa nọ có một cái ông bán đậu hũ á, ông vô chùa, ông bán ế mà. Ông vô chùa,
ổng mới đưa một ngón tay, thấy không? Thì hòa thượng đưa ba ngón tay, ổng mới nói, ổng không chịu, nói năm ngón tay. Cái hòa thượng đưa hết vòng. Thì xong rồi hai người hiểu nhau sao không biết. Lát nữa người khác vô hỏi, ủa hai bên nói gì mà quơ tay quơ chân vậy? Thì ông hòa thượng, ông Tàu Hủ á, ông mới trả lời, ông nói á, bữa nay tôi bán ế, tôi vô tôi hỏi hòa thượng mua một miếng không, phải không? Thì hòa thượng ổng mới tôi mới ra giá với ổng là một miếng 3 đồng. Ông hòa thượng đưa 3 ngón tay. Xong rồi tôi mới nói á, là mua nguyên mâm. Ổng mới nói 5 đồng. Thì cái ông này ổng cũng chuyên môn bán đậu hũ mà. Rồi ổng đi ra. Lát người khác vô hỏi hòa thượng, nãy ông đậu hũ hỏi gì mà hòa thượng trả lời, ổng nói à, ông đậu hũ vô ổng nói á, một người muốn tu tập phải làm gì ổng đưa một, tôi nói phải thoát khỏi tam sân si. Tại vì hòa thượng nghề hòa thượng là trả lời Phật pháp. Ông Tàu Hủ thì nghề làm ăn. Một miếng mấy đồng? Miếng 3 đồng. Ông hòa thượng thấy 1 đồng, 1 miếng, tưởng một người muốn thoát khỏi luân hồi làm gì, vượt tham sân si. Ông đưa nguyên mâm, vậy muốn ra khỏi tam giới làm gì? Giải thoát. Chơi nghề nào đó trong đầu dính cái đó. Pháp Hòa ở chùa có cô sư cô Pháp Tịnh á, bây giờ cổ mất rồi, cổ rất là vui và dễ thương lắm. Con bữa nọ có ông Phật tử Hàn Quốc vô chùa, thì cô mới mời ông Hàn Quốc uống cà phê, mà cô không biết làm sao cổ mời. Cổ mới cầm ly cà phê cổ quậy quậy, cổ đưa vậy, ý cô hỏi là muốn uống giống vậy không tôi pha. Ông Hàn Quốc tưởng cổ mời, bưng liên nguyên cà phê cổ đang uống, uống hết. Tại vì người ta đang uống cà phê, mình chỉ cần quơ quơ, người ta hỏi mình uống cà phê. Khi mà cổ lẫn á, cổ hơi quên quên á, mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi, cô còn nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy đó. Trả lời vậy ai biết là cổ biết gì phải không? Con tên gì? Thì mày nói trước đi, tao nói theo. Xin thưa thầy, có website nào của thầy vấn đáp bằng tiếng Anh để cho những đứa trẻ không biết tiếng Việt? Quý vị cứ vô YouTube bấm thầy Pháp Hòa English thì nó sẽ ra tất cả những bài tiếng Anh. Thầy Pháp Hòa mà thêm chữ English phía sau. Xin thầy Quang Hỷ chỉ dạy cho con làm sao thực hành từ bi cho đúng như lời của Đức Phật. Nơi chỗ làm việc của con, vì lợi lạc của cuộc sống họ tham lam tranh giành. Nếu có đem tất cả kinh nghiệm mà có được mà hướng dẫn tận tình cho họ, thì lòng tham lam tranh giành của họ càng ngày càng nặng nề hơn. Đó là sự băn khoăn rai rứt của con, làm sao để con sẽ không là người ích kỷ và con có thể thực hiện đúng như lời Phật dạy. Xin thầy Quang Hỷ chỉ dạy cho con thực hiện được pháp môn từ bi. Khi mà trong một cái việc làm của mình á, mình chỉ hay là mình không chỉ, thí dụ mình không chỉ cũng chưa hẳn đó là ích kỷ, nhưng mà mình có cái trí để quán soi cái đương sự học và cái sự việc mình chỉ và cái thời cơ mình nói, để mình làm sao, như ví dụ như vị Phật tử này nói là mình biết là cái người này có rất nhiều lòng tham. Vậy là mình biết họ có lòng tham là mình nhận ra rồi. Mình nhận ra được cái khó khăn ở nơi vị đó rồi. Thì dù cho mình không có chỉ cái gì đó, cũng không phải từ cái tâm gọi là tâm ích kỷ nhỏ nhoi của mình, mà mình biết rất rõ khi nào mình sẽ ứng dụng cái nào trong mọi việc. Ví dụ như mình có những người đệ tử hay những đứa con, có những cái tới lúc mình sẽ nói mà có những cái mình chưa nói. Mình không nói không có nghĩa là mình có cái tâm thiên vị hay là mình ghét bỏ gì đứa con đó, mà mình hiểu được cái bản chất đứa con đó. Mình không thể nói điều này tại vì nó có tánh tình như thế này thế kia. Mình nói mà tất cả đều lưu xuất từ cái tâm của mình. Có nhiều người đến hỏi Đức Phật những câu hỏi mà Đức Phật không có trả lời. Không phải vì Đức Phật
gọi là coi thường người đó mà không trả lời, mà vì Đức Phật biết rằng người này chưa đến lúc để nghe câu trả lời này, vì có thể tăng thêm cái sự gọi là tăng thượng mạng. Thường thường con người mình ngã mạng là đã khổ rồi phải không, mà tăng thượng mạng nghĩa là tăng cái ngã mạng này nó thêm nữa thì không nên. Cho nên cái sự im lặng của Đức Phật không hề có ý khinh khi, mà Đức Phật biết rất rõ vị đó nên làm cái gì, nên nói cái gì với vị đó. Thì có lần cái ông đó cũng lên ông hỏi vậy đó, thì Đức Phật mới không trả lời. Thì ông mới nói với Đức Phật là hôm nay tôi hỏi thầy là ngày lần cuối mà ngài không trả lời tôi là tôi sẽ đi không tu với ngài nữa. Thì ngài mới hỏi là khi mà thầy đến đây tu với tôi, thầy có điều kiện gì không? Dạ không. Thì hôm nay có một số tôi không trả lời, thầy cũng đừng đặt điều kiện với tôi. Thì quý vị biết là có một lần đó đó, các thầy tập trung lại để mà thọ, để mà tụng giới, mà chờ từ trưa cho đến tối Đức Phật không hề nói một câu nào. Các vị đều rất là ngơ ngác. Thì cuối cùng vị đó, trong nhóm đó có một vị đó đi ra, thì Đức Phật mới nói rằng nãy giờ có vị đó ở đây cho nên tôi không nói điều đó. Thì quan trọng là mình nhìn vào cái tâm của mình. Thí dụ như người thật đáng chỉ mà mình không chỉ vì mình sợ người đó hơn mình, cái này là có thể gọi là ích kỷ đó. Nhưng mà ở đây mình quán triệt được cái tâm tánh của mỗi người, mà mình chỉ họ đến mức độ nào, và cái có thể cái điều đó mình sẽ chỉ cho người khác chứ mình không giấu. Thì đâu có, nếu mà cái điều đó mình giấu hết tất cả mọi người thì cái đó khác. Còn ở đây là có người này mình không chỉ, mà có người kia mình chỉ. Thì ở đây mình quán thấy được bản chất. Quý vị để ý trong phim á, họ hay kể những câu chuyện là khi người thầy dạy võ đó, có những chiêu mà nó rất là ác. Người thầy không bao giờ chỉ cho cái người đệ tử đó, tại vì người đệ tử đó có cái tâm địa không lành. Thì ông thầy cũng sợ chỉ cái pháp này nữa đó, thì có ngày gây họa là vì cái tâm người này phối hợp với cái pháp này nữa, thì coi như là tăng trưởng cái pháp ác. Tâm vốn đã ác rồi, cái đây là cái pháp ác. Thí dụ như mình biết cái đứa con mình nó nóng tánh đó, đừng dạy võ nó. Mà nếu muốn dạy võ cho nó là phải chỉ cho nó ngồi thiền cho nhiều, và làm sao để nó hiểu rằng võ không phải để học đánh người. Thường thường học võ không có ai dạy cho mình cái căn bản đầu tiên là học võ để đánh người hết á. Mà cái người biết võ chừng nào thì lại bảo vệ người khác, cũng như là để dành tự vệ và bảo vệ người, chứ không bao giờ nghĩ là học võ để đánh người. Cho nên cái điều này nó tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Và ở đây dựa theo câu hỏi của cô mà Pháp Hòa trả lời thôi. Tức là khi mình không nói về người đó không có nghĩa là mình xấu với họ, nhưng mà mình có đủ tuệ để mình nhận ra là mình nên nói gì với người đó, chỉ gì cho người đó. Nhưng mà qua người khác mình sẵn sàng chỉ cái cách đó, vì biết người đó không có tánh đó. Để làm sao mình quân bình trong cuộc sống, và tất cả các pháp mình ứng xử trong cuộc đời này không có gì ngoài lòng từ của mình. Nếu mình làm mà mình biết từ cái lòng từ mình là nó khác, mà thậm chí mình không làm điều đó cũng vì lòng từ mình không làm, vì mình nói càng nhiều thì cái vị này sẽ tăng trưởng cái pháp xấu nơi họ càng nhiều hơn, thì không nói. Có những điều á, mình không nói với họ không có nghĩa là mình không thương họ đâu, vì mình biết nói ra như vậy là họ sẽ không có thêm cái thiện pháp ở nơi họ. Cho nên là thưa đại chúng, mà đây là tùy theo cái tâm của mình ha. Thôi câu hỏi cuối nè. Chúng con Bồ Tát tại gia, hàng tháng chúng con đọc giới chung với tăng ni vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, như vậy có tội hay không, hoặc đúng hay sai? Dạ thưa, cái này không có sai mà cũng không có tội. Thứ nhất, điều này á, nếu mà đúng hay sai là do tăng ni quyết định. Nếu mà tăng ni đã cho thì mình đâu có gì không được. Mình là cư sĩ tại gia, phải không? Mà chư tăng ni đã cho mình được tham dự thì có lỗi. Nếu thí dụ thì không đúng mà có lỗi là lỗi ở trên. Các vị biết sai mà vẫn làm, mà mình đâu biết gì đâu, mình chỉ làm theo. Nhưng mà còn ở đây là hoàn toàn không có gì không đúng hết. Bởi vì hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, giới Bồ Tát là cái gì giới?
là thông giới, là tại gia và xuất gia cũng đều thọ chung một cái giới đó. Cho nên đặc biệt là Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia tụng giới chung. Nhưng mà khi tới cái phần tụng tỳ kheo á, là các vị cư sĩ phải ra ngoài. Mà thậm chí tỳ kheo ni cũng không được tham dự giới của tỳ kheo. Tại sao? Tại vì nó là cái giới, nó là biệt giới. Tỳ kheo ni thì tụng giới của tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng thì tụng giới tỳ kheo tăng, chứ không thể ngồi chung được. Cho nên duy nhất chỉ có Bồ Tát giới, đây là tất cả mọi người chung một cái giới, cho nên được đọc giới chung. Hằng ngày sáng đọc sám hối, tối kinh Di Đà hoặc những kinh khác. Như vậy con hồi hướng về Tây Phương nguyện vãng sanh cõi Di Đà có được không? Hay là sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tối tụng Di Đà mới được hồi hướng vãng sanh? Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Sáng làm ở hãng, tối chạy pizza, lãnh hai lương bỏ chung một băng được không? Thôi rồi vậy được rồi phải không? Sáng đi giữa neo, sáng đi giữa neo, chiều đi rửa chén, lương lãnh ra bỏ chung băng. Không cần phải nói account này của neo, account này của rửa chén, tất cả đều là tiền, bỏ chung qua account được. Tất cả phước thiện nào mình làm đều hồi hướng chung cho mục đích. Pháp Hòa thưa đại chúng, quý vị nghe câu này. Thí dụ mình tụng nè: lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn, tụng kinh A Di Đà, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Ngày mai không phải tụng kinh Di Đà nữa, lại tụng kinh Pháp Hoa, cũng đọc y vậy không? Thì vậy thì hồi hướng chung chuyện rồi, thấy không? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này vãng sanh cõi an lạc. Thì trong tất cả việc lành thiện của chúng ta, nếu chúng ta đã có mục đích, chúng ta trở về rồi thì có hồi hướng tất cả về đó hết. Cho nên hồi hướng công đức Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Cũng giống như mình đang hồi hướng cho người thân mình đang bệnh, bất cứ phước lành nào mình làm đều hồi hướng cho người đó được hết á. Đi bố thí, đi cúng dường, đi tụng kinh, tất cả việc làm đều hồi hướng được cho người đó hết, chứ không luận là việc gì ra việc. Bởi vì công đức là gì? Là tất cả phước lành do tâm tư của chúng ta thực hiện. Pháp Hòa đã thường giảng hai cái chữ hồi hướng là bốn cách hồi hướng đó: hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Đó là bốn cách hồi hướng. Hồi tự hướng tha là mình tự hướng về mình để hướng về người khác. Cái quan trọng là tất cả việc làm này nó lưu xuất từ cái tâm thánh thiện của ta không? Nếu việc làm này là tâm thánh thiện thì ai cũng có thể sử dụng. Ví dụ mình nấu một nồi cơm, tâm tư mình nghĩ nè, nồi cơm này nấu để một lát mọi người đều dùng, chứ không có bao giờ mình nghĩ lạng lát nữa dành riêng cho bà Năm, bà Bảy, bà Tám nào hết. Mình nấu một nồi cơm trong chùa, tôi nấu bữa cơm này lát nữa tất cả mọi người cùng ăn. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ rồi đi làm có lương rồi về mà nhọt chung vô một account là đúng vậy thôi, không có gì hết. Quý vị làm tất cả việc thiện lành gì cứ hồi hướng về một account thôi. Account đó là vãng sanh cực lạc nếu mình muốn. Còn nếu mình muốn trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh cũng được nữa. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho con đời đời kiếp kiếp được sinh làm người, được gặp chánh pháp, được gặp minh sư, đều hướng hết. Nếu mình thấy ở trên kia buồn lắm, tại sao buồn biết không? Cái gì cũng vàng không à, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, đáy sen thì cát vàng, ao sen thì sen báo, cây cối toàn là vàng với bạc, thất bảo lưu ly gì không, buồn lắm. Ở dưới này vui hơn, có gió, có mây, có trời trong mây nước vậy vui hơn. Rồi ở trên kia gặp ai cũng A Di Đà Phật hết trơn. Nếu mình cảm thấy là mình vẫn còn muốn trở lại ta bà này để tiếp tục
phụ cho Đức Phật Thích Ca làm việc độ sanh. Đức Phật Di Đà phát nguyện lập cõi Tịnh Độ để cho những người muốn về đó đã ngán cõi này rồi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca không có à. Đức Phật Thích Ca là lấy cõi Ta Bà này làm Tịnh Độ. Tại sao biết không? No choice. Ví dụ như bây giờ mình đã sanh và mình đã chọn ở đây mình định cư rồi, hỏi tại sao chị ở cái chỗ gì lạnh quá vậy? Biết làm sao? Nhiều khi Phật tử cũng hay hỏi hoài vậy đó. Trời ơi thầy sao không đi qua xứ ấm thì ở, sẽ qua Mỹ thì ở đi, thầy làm việc được nhiều hơn, thầy ở chi cái chỗ gì mà vắng vẻ không có ai hết trơn. Giận ông già tôi. Ông ở đó ông bảo lãnh tôi qua tôi ở đó luôn. No choice. Thì bây giờ nếu mà mình không còn cách chọn, phải nghĩ cách khác để mình vui hơn. Tại vì tôi thích này, cõi này khó độ mà tôi ráng tôi ở. Nói cho ngon vậy. Thì Đức Phật Thích Ca ngày sanh cõi Ta Bà và lấy Ta Bà làm Tịnh Độ. Thưa đại chúng, từ đó mình sẽ hiểu Tịnh Độ không phải là nơi thuần túy chỉ có những người lành thiện. Tịnh Độ là khi tâm mình lấy cái cõi đó làm cái đối tượng để độ, ngay đó là Tịnh Độ. Quý vị hiểu cái nói không? Cho nên Tịnh Độ ở đâu? Lưu xuất từ tâm mình. Nếu mình chấp nhận cõi đó, thí dụ bây giờ mình xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình sanh, mình ở trong một gia đình, trời ơi rất là khổ lụy mà chồng con gì tùm lum rối bời hết, thì lấy đối tượng đó làm cái cõi Tịnh Độ của mình. Giờ đi đâu? Nếu người nào cũng dễ thương hết, độ gì nữa là độ? Họ ai làm gì trật đâu để độ? Thôi giờ nhờ mình ở với người này người kia người nọ, giờ họ tùm lum tà la vậy đó, thì mình làm đối tượng để mình độ. Cho nên cõi Tịnh Độ là vậy đó. Tịnh Độ là từ tâm mình đi ra và mình nhận các chúng sanh đó, con người đó, hoàn cảnh đó để làm quốc độ, làm cái nơi chốn để chúng ta giáo hóa, thì là Tịnh Độ của mình. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca là một việc rất khó làm. Đó là ở một cái nơi chốn mà con người đầy dẫy năm thứ nhiễm ô. Đó là kiếp trược. Đó là nhiễm ô của kiếp người, nhiễm ô của cái thấy, gọi là chúng sanh trược, mạng trược, của thân mạng, của cái thấy, của phiền não. Quý vị nhớ không? Đức Phật Thích Ca chọn cõi này làm Tịnh Độ để giáo hóa chúng sanh cõi này, mà chúng sanh cõi này đầy dẫy năm thứ nhiễm ô. Như vậy thì độ chúng sanh ở cõi Tây Phương và độ chúng sanh cõi Ta Bà này, cõi nào dễ độ? Tây Phương dễ độ hơn, tại vì Tây Phương không còn nhiễm ô. Thì bây giờ mình là đệ tử Phật Thích Ca, mà nếu mình thấy rằng á, tôi phải trở lại đời này để tiếp tục phụ cho ba tôi, để làm cái công việc độ sanh, thì mình trở lại cõi đời này để tiếp tục. Cũng giống như quý thầy bây giờ đó, là đang tiếp nối cái con đường của thầy mình, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã độ chúng sanh ở đời của Ngài rồi, rồi Ngài để cái gia tài lại, rồi mình tiếp tục công việc của Ngài, là mình đi độ những chúng sanh nào mà có duyên với mình và nói cho họ nghe những điều thiện để họ hướng thiện. Đó là cái công việc độ sanh của Phật và Bồ Tát. Rồi bây giờ nếu mình không thích cõi này, mình cũng chẳng thích cõi cực lạc, mà mình thích cõi Tịnh Độ Lưu Ly của Phật Dược Sư, thì phát nguyện về đó. Cho nên nhiều cõi Tịnh Độ lắm. Mà thậm chí thưa đại chúng, Bồ Tát Địa Tạng lấy cõi nào làm Tịnh Độ? Địa ngục. Lấy địa ngục làm Tịnh Độ của Ngài. Rồi Bồ Tát Quan Âm lấy cái gì làm Tịnh Độ của Ngài? Lấy những chúng sanh khổ nạn. Mà quý vị đọc Phẩm Phổ Môn phải không? Tất cả những khổ nạn nào đều có mặt Đức Quan Âm hết. Mà chỗ nào mà vui vẻ rồi là Ngài đi. Tại sao? Vì đó là Tịnh Độ giáo hóa của mỗi vị. Cho nên mình làm bất cứ việc gì, mình đều có thể trở về cái hướng về cái quốc độ của mình nếu mình muốn. Thôi hết giờ rồi. Bạch thầy, hồi ở Việt Nam, các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng, hành, tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành, tỏi. Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm.
Nhưng mà như thế này, cái lý do là mình không ăn ngũ tân, bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố, thì người xuất gia mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình. Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á, thì cái hơi thở mình nó cũng hôi. Cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi, mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi. Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu, kêu mồ hôi không rồi chứ đâu kêu mồ thơm. Mà ăn cái đó nhiều thì nó triple thơm. Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta mà thay vì người ta chấp tay mô Phật mà tức cứ dạ mô Phật thì nó không tiện. Cho nên mình giảm cái đó đi. Còn vấn đề ăn trứng, mình không thấy và không chủ trương thì thôi. Còn ví dụ trong bánh bông lan, trong bánh mì đồ đó, cứ bình thường. Thưa đại chúng, cái ăn á, nó chưa có tu gì hết á. Nó chỉ mới được chút xíu của cái thân thôi. Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lọc cái thân. Và nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng, thì cái tánh tình mình nó bớt nóng nảy, tức tối sát khí, chứ chưa có tu bao nhiêu hết. Mình không ăn cũng không sao, mà mình có ăn cũng không có răng. Người ăn, người không ăn á, đừng có chê, đừng có trách cái người ta ăn. Vì không khéo á, mình tu được chưa bao nhiêu mà mình lại vướng vấp. Hành nó không làm mình giải thoát, mà rốt cuộc mình nó làm mình ràng buộc. Có một cái ông đó, cái chú tiểu đó, thấy một vị hòa thượng ăn trứng gà, chú mới chê. Nói, tu hành mấy chục năm mà nhìn không được có cái trứng. Như con là thầy thấy không, ăn rau quanh năm. Thì hòa thượng khai thị, có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ. Chú tỉnh. Thưa đại chúng, ở đây á, cái vấn đề đề xướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc, chứ không có truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật. Bởi vì nguyên thủy thời Phật là không có chủ trương nấu ăn, mà mình phải đi khất thực. Mà đi khất thực thậm chí người ta cúng thịt còn ăn, chứ đừng nói chi là cúng hành cúng tỏi. Hành tỏi thì thủy chung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều, thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh không linh. Hỏi sao vậy? Các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Chúi cha, nghe cái này là mê nhất. Tu làm sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà độ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tấm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy đó. Ôi cha, mạng Đà La nè, thấy không? Giờ tôi tu mạng Đà La đây được. Mà bữa nào mạng không xuống cái mình la. Thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng. Mình ăn được thì mình ăn, không được thôi, không có gì phiền hà hết. Ăn chay sao mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi trong mọi vấn đề. Thậm chí ha, lỡ bữa nào mình đi, mình ăn chay trường mà mình book cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi, họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á, lúc đó mình phải làm gì? Lột ham ra, cất cái ham ăn bánh mì thôi, kể có mùi chút cũng ngon. Và thưa đại chúng là lúc đó mình có ăn cái miếng bánh mì mà có dính cái ham đó đó, không hề tội lỗi gì hết, mà cũng không mất đạo hạnh gì hết. Mình ở trong cái tình, cái này gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện. Chữ quyền này là tạm, tạm thôi mà. Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, bệnh,
Mà bác sĩ nói là cái đau nhức này á, uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc, hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó, uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức. Bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này, gọi là khai. Khi nào mình hết bệnh rồi, mình giá là mình ngăn lại, rồi mình trì là mình giữ. Còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài thì cái này trường hợp gọi là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Luật không có bao giờ. Có một vị hòa thượng đó, ông bệnh, mà bác sĩ nói là ông phải chỉ cần ông uống một thang thuốc này với con gà thôi, gà nấu á, nấu nước thôi, hết bệnh. Ông nhất định ông uống. Đệ tử thấy thầy bệnh hoài, thôi cuối cùng họp với nhau lén nấu cho hòa thượng chén canh gà uống. Hòa thượng uống xong hết bệnh. Bắt đầu hết bệnh rồi, khỏe rồi, đi điều tra. Trời ơi, thuốc gì mà linh hay quá vậy con. Lúc này đệ tử mới nói thiệt, nói dạ bạch thầy, con thấy thầy không uống mà tụi con lén để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà mà thầy hết bệnh đó. Ông nghe như vậy sao ông tức quá, ọc máu chết. Học máu chết cái bắt đầu đọa làm một cái ngạ quỷ trong chùa. Đêm nào ông cũng về, ông rên một câu thôi: nhất dạ ẩm kê than. Nhất dạ ẩm kê than là một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà. Than vậy đó, nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết. Lên Google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có. Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa, thì các chú mới kể chuyện này ra. Thì cái vị thiền sư mới nói được rồi, để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông. Thì đêm đó cái vị ngạ quỷ đó xuất hiện cũng than như vậy. Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị. Con quỷ nó đáp rằng: nhất dạ ẩm kê than. Thì vị này đáp lại: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh, ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương, lo gì cái chuyện uống chén canh đó. Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, ở trong cái vấn đề tu hành, tại sao ngôi chùa của chúng ta có cái mái cong mà không là mái thẳng? Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, mà đạo Phật biết tùy duyên. Mình đã tạo mọi duyên nhưng mà cuối cùng không được, chừng đó mình phải tùy duyên, chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên. Người việc gì cũng tùy duyên mà không cố gắng tạo duyên, tích duyên, giữ duyên, trân trọng cái duyên mà cái gì cũng đổ thừa, thì cái này là gì? Không có ý chí. Còn mình làm hết tất cả mọi việc mà chừng đó vẫn không được nữa thì mình phải đành chịu. Cho nên giữ giới đó là khai, giá, trì, phạm. Mình có ăn được thì tốt cho mình, mà mình thấy người ta ăn mà người ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện. Quan trọng là tham sân si mình giải. Mình không ăn hành, không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy dẫy thì không nên, đúng không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. Con được học Phật giáo có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Phật hiền kiếp là Đức Bổn Sư, Phật vị lai là Di Lặc. Hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ. Trời, này sao giống bầu cử quá. Vậy năm nay hơn 2.000 năm tới nữa, cái gì? Vậy nay mới hơn 2.000 năm đã tới kỳ mạt pháp, tương lai sẽ như thế nào? Thầy khai ngộ cho con, mô Phật. Hãy trả lời cuộc, hãy trả lời cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thôi tạm thời hát khúc Thủy Du đi.
có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy. Thế bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. Tôi chưa chết tôi biết tôi đi đâu. Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật, cái câu này. Mình không giải quyết là bây giờ hơn 2000 năm nữa thì tương lai đi về đâu. Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà. Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh mà thì cái chuyện. Đấy. Hôm nào mà mình giận hai vợ chồng mà giận nhau, mày đi qua ba mày, mày ngủ đi. Đó. Chung nhà đó mà còn đá tới đá lui. Giận nhau không thèm nấu ăn. Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa. Khủng hoảng quá. Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật Pháp. Thế nào là chánh pháp? Thế nào là tượng pháp? Và thế nào là mạt pháp? Chữ chánh pháp được định nghĩa là thiền định kiên cố. Cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ người ta tu đâu chứng đó. Vì sao? Vì ít những cái mê hoặc ở bên ngoài. Ví dụ như hồi trước vô chùa tu, không có iPhone, không có iPad, phải không? Không có internet, không có TV, không có cái gì hết. Cũng là cơm lạc rồi đại khái đời sống vậy thì cái chuyện tu nó dễ rồi. Bây giờ mà iPad cũng có, iPhone cũng có thì ai đi tu, ai tụng? Pháp Hòa hay chọc mấy đứa nhỏ đó, iPad, iPhone, no I pray. Vừa rồi Pháp Hòa chọc câu thứ hai, nói Thiên Chúa giáo có Amen, Hồi giáo có Allah, Phật giáo A-di-đà, Mô-bô giáo Alo. Mô-bô giáo này kiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tín đồ này trung thành với mô vô giáo đến mức độ mà vô nghe pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà. Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo, mà thậm chí bên ngoài ta vẫn A Di Đà. Cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là lúc đó con người ít những cái phan duyên bên ngoài và sự hành trì nó dễ dàng hơn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp. Tượng pháp nghĩa là thời kỳ tháp viện kiên cố. Chùa nhiều lắm, viện nhiều lắm, nhưng mà cái chất nó giảm. Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu, mình chưa biết ý nghĩa phụng sự Tam Bảo nữa. Đi chùa này cũng được, ghé chùa kia nghe không? Ghé về đừng có nói nghe. Cái đó không nên. Mình quy Tam Bảo là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng mà. Nơi nào có Phật, có Pháp, có Tăng là nơi đó có đệ tử Phật. Thời kỳ tượng Pháp là tượng là gì? Na ná thôi. Na ná. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là na ná. Cái đó là hàng lô, made in Việt Nam, chứ không phải made in temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lọc cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là sư mà đi khất thực, tạm thời không đi khất thực nữa.
tất cả những sự khất thực của các sư, các tịnh xá, các chùa dừng lại hết. Mà hễ mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó, ông sẽ rền khên ở ngoài đường hết. Có hốt không em không dám nói, tại hốt mắc công nuôi. Nhưng mà Pháp Hòa nói là cái tượng pháp là na ná. Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu, mà bây giờ nó còn tân tiến hơn. Email nè, Facebook nè, FaceTime nè, Zalo nè, Tango nè, Disco nè, Viber nè, rồi gì nữa list luôn đi, YouTuber. Ta thử ra là bây giờ là đấu tranh kiên cố, mình bất đồng, bất mãn, bất bình với ai rồi thì mình sao bất chấp. Mình bất bình, bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai. Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không, mình cũng không còn nhớ nữa. Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi. Mà mình quên rằng, nhưng không chết người trai lính trẻ, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cách đây 2 ngày, có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là bây giờ con không ưa cái người đó, con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời, mà Pháp Hòa nói như thế này. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đạo hữu không thích cái người đó, họ đang đứng ở cây xăng, họ đổ xăng, đạo hữu lại cầm một viên quẹt châm vô cái đó, mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa. Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết cái người mình không ưa không? Hay là cả một cây xăng đó nó nổ, rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái người xung quanh? Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi. Đạo hữu hãy quán chiếu Pháp Hòa muốn nói gì. Bây giờ quý vị có nhận được cái điều Hòa nói không? Có nhiều khi mình tức một cái người đó, mình làm cho lợi gan mình, hả giận mình, bất bình, bất mãn, không? Mà mình bất chấp, rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình. Và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa. Cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là mạt pháp? Bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp. Đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt. Phật pháp làm sao mạt được? Trong kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây, mặt trăng mọc ở phương Đông, thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó, lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi. Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách hời hợt, lật lạc, rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạt. Chứ còn pháp Phật không có mạt. Cho nên nếu mình hiểu, nhiều khi mình đang sống trong chánh pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh pháp không có một cách nghiêm túc, thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh pháp mình tiếp nhận trở thành ra mạt pháp. Trước khi dứt, Pháp Hòa nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái đó mà là chánh pháp nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp thì chánh pháp cũng bị họ bóp méo, họ làm cho nó thành ra tà pháp. Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp,
hiểu rõ chánh pháp. Cái pháp tà mà lọt vô tai họ, tà pháp cũng họ được biến đổi, làm cho nó thành ra chánh pháp. Phong hòa ví dụ, người ta nhờ mình đi tới, người ta nhờ mình coi bói, giải sanh. Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à. Phật giáo là không có bàn sâm, không có đoán điềm giải mộng giải sao trai hết á. Tại làm sao mà không giải? Bởi vì khi mình té rồi người ta tới người ta hỏi mình anh có sao không, thì mình nói dạ không sao. Mà không có sao thì mắc gì cũng sao. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đó họ đang đi vào cái pháp tà, tạm thời mình gọi là pháp tà nha. Nhưng mà bây giờ anh ta muốn mình giải xâm, cái mình dở ra câu rồi mình đọc: Long lân quy phụng báo lành, Quan Âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương, thuyền từ đợi bến sông Thương, khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây, cái câu này mà gặp mà ông tà là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói, thấy không, tốt lắm. Tứ linh là long lân quy phụng, từ bi hỷ xả. Long lân quy phụng báo lành, người mà sống có từ bi hỷ xả thì lo gì không lành không an. Mà người sống lành sống an rồi thì thênh thang vạn nẻo đường. Tà pháp lọt vô cái tay của ông chánh pháp thì tà pháp thành chánh pháp. Mà bây giờ chánh pháp là kinh điển của Phật, nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi thì ông diễn tùm lum hết, ông làm đủ trò hết để mà ông tìm lợi, ông tìm cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ, hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai, tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao, mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà mướn clean là không có làm chuyện khác. Quý vị mệt chưa? Vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? Bây giờ mình thấy đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an về chùa tụng kinh cầu an, vô ngồi xuống tụng kinh, tụng phẩm phổ môn. Trong phẩm phổ môn có một câu: nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó, người nào cũng hốt hoảng hết, tự nhiên có người bình tĩnh hơn: các người đừng có sợ, hãy niệm Quan Âm đi. Cái câu nói hay vô cùng. Người ta đang sợ hãi khủng hoảng quá, mình cho người ta cái không sợ hãi là don't worry. Tức là biểu người ta mình, cái đó gọi là vô úy thí. Các vị đừng có sợ, hãy bình tĩnh. Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi, quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa? Có rồi. Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ thì mình lại chấn nhiếp nó: đừng có sợ. Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó, nhưng mà mình khéo léo, mình balance nó lại thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người, mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lệch lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi đám á, có những cái đám nhà nghèo mà người ta ở dưới quê, bên sông, bên cồn, bên, rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta. Mình đâu có nỡ lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết. Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó, mà mười mấy người lên,
trời đất ơi, ta nói ban đêm ban hôm là dít một cái là nước nó vô. Con cái bà cụ bà ngồi cái bên mới nói trời, tao lại mày, mà nói không ạ, tao lại mày, mày đừng có nhúc nhích, mày đi mày chết đó, tao sanh không kịp đền má mày. Đó là mà lúc đó là ngồi im, không có ai dám nhúc nhích gì hết á. Mà lúc đó là làm gì phải không? Nam Mô Di Đà Phật, con đi tụng kinh đám, con có làm gì hết á. Là làm sao cho con trôi tấp vô tới bờ yên ổn. Lúc đó tâm mình là chỉ niệm Phật, không có dám nhúc nhích gì hết. Tấp vô tới đó. Người nào mà sợ ma, niệm Quan Âm, niệm Phật, ma nó chạy. Biết sao không? Bởi vì khi mình sợ ma nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma. Mình càng đi nhanh thì cảm giác con ma nó đi ở sau lưng mình á, hình như nó nhanh lắm á. Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm, mà có một cái bệnh là không dám nhìn hình người chết, tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài. Không biết quý vị có cái experience, cái kinh nghiệm đó không? Cái người sống người ta treo mình không cảm giác họ nhìn mình nha, mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi cái sao mà mình đi tới đây, mà cái tật càng sợ thì là lại càng nhìn, mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình sợ. Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó, khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ Phật, mà nhớ Phật thì mình quên ma, cái ma nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo duy thức học á, là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng, đó là tưởng đó. Cho nên đó là trong kinh Phật á, mình đến chùa mình cầu an là mình tụng cái đó để mình biết rằng à, nhờ như vậy đó mình đưa cái người Phật tử đó, họ mới đầu họ tin là đến chùa có cầu an cầu siêu, tụng riết chập. Quý vị để ý coi, những năm đầu tiên là trời danh sách cầu an linh láng, tụng muốn chết luôn. Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết. Ta bây giờ người ta thuần rồi, những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi, an hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an, ta rút hết. Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu. Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên, đừng có cười họ nha, những người đó là hóa thân của mình đời trước đó. Tại trước kia mình có y hệt vậy nè. Mày sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo, mình thấy, mình thông cảm cho họ, thấy không? Mình thông cảm cho họ, mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa nè, tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa mà mình ghi tên cầu an mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa. Rồi chẳng những như vậy mà tuổi mà ghi trật nữa chứ. Mới đây đây, hôm qua hôm kia gì có ông cô, cổ đọc cái năm sanh của cổ là 57, không biết ai ghi nhầm 75. Vậy mà cổ không yên, hỏi thầy coi có sao không. Nói trời ơi có sao đâu, lấy cái đồ quẹt cái là sao gì nó cũng sẹt là hết. Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hả. Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng cho người thân của mình siêu. Người thân siêu chưa biết, mà người sống ngồi nằm ở cái gì quỳ đó cúng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình, sờ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngày ông thầy nói chu cha chồng chết, có khả năng rước thêm người ra, lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện hết.
Dạ, quý vị hiểu chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Giờ mình có thời gian nữa không? Thôi còn có 15 phút rồi. Ở đây có ai biết hát hò gì không? Các vị đừng có hiểu lầm, em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên. Thầy trụ trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn. Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về, thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm, mình sẽ để dành cho ngày mai. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ Quang lúc 7 giờ. Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm mà câu nào cũng hay á. Cái này nó giống phim Tàu vậy nè. Nó sẽ hết ngay cái chỗ đánh một cái rầm văng ra mà không biết chết hay sống. Sau rồi nó chạy chữ, cái mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao, coi tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ dừng ở đây ha. Hát bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Giờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình chắp tay lại để mình nghe một bài hát. Tại bài hát này phải chắp tay nó mới hay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi bây giờ tối nay tối thứ sáu và đại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi, lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ, nhưng mà quý vị có tình thương lớn với Pháp Hòa. Quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội. Quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi Pháp Hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Chưa tới giờ mà dạ, thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa đến đây để thăm quý vị và đặc biệt là kính đảnh lễ vấn an sức khỏe và thượng viện chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay Hòa Thượng cũng hơi mệt, nhưng mà hồi nãy Hòa Thượng cũng có ra để cho Pháp Hòa được thăm Ngài và ngồi uống chút trà với Ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ. Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoằng pháp thì tôi rất là mừng. Thì đó là một cái lời khuyến khích của Hòa Thượng đối với những người hậu bối của Ngài. Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng khi mà cuộc đời tu của chúng con trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức
và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con, hộ trì cho chúng con làm đạo. Thì đó là một cái an ủi rất lớn và đó là một món quà rất lớn cho chúng con. Chúng con kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng, tứ đại được thường hòa. Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời, và chúng ta gọi là cửu trụ ta bà, để mãi làm một cây cổ thụ cho tất cả. Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì, nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui thì mình cũng khiếp vía, mình hộ trì mình một chút. Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui sức khỏe, cũng như chư Tăng Ni ở đây luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng để làm Phật sự. Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung và ở nơi đạo tràng này nói riêng luôn được an lành, và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng mà quý vị tiến tu. A Di Đà Phật. Bây giờ mình hát một bài mà quý vị muốn nghe vọng cổ. Cổ nghĩa là gì? Xưa. Mà xưa thì phải hát nhạc cũ. Giờ mời quý vị nghe lại bài cũ. Thưa quý vị, tối nay mình hát bài bài gì? Buồn Cau Quê Ngoại được không? Được không? Dạ rồi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chỉnh chiều. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui và hàng cau say trái, với bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cụm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm não cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, buồn trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Dạ thầy nói là thôi được rồi để tôi. Bán cái vậy hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó qua dòng ca của thượng tọa giảng sư hay quá họ quý vị ha. Bây giờ để thay đổi không khí thì nếu mà theo yêu cầu của giảng sư thì thầy sẽ hát bài Đi Tu được không? À, nghe tất cả mình ngồi lên nghe thầy hát bài Đi Tu. Thầy đứng ở đây. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chớ. Ngồi tụng kinh cái đầu dính mà đôi mắt liên diện. Trong lúc ta đi thiền hành, nào trời trong gió mát. Ước mong sao tâm trí thanh cao, mong thoát ra vòng trần lao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, thay mặt Phật thượng hiện chủ chùa Quan Âm Bồ Tát Đầu Ti và chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, xin thành thật cảm niệm công đức thượng tọa đã hoan hỷ về chùa Quan Âm chúng tôi để mà trao đổi một thời pháp. Nguyện thần vương chư Phật chư vị Bồ Tát thì lãnh tăng thủy từ gia hộ cho giảng sư sức khỏe dồi dào và luôn luôn truyền đạt chánh pháp cho hàng Phật tử hậu học trên con đường tu học cần cầu giải thoát. Ngưỡng mong mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư A Di Đà Phật. Và nguyên đây Phật tử có món quà để trao tặng lại cho thượng tọa giảng sư. Xin thượng tọa thư gian sử niệm nhờ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, hôm nay chúng có con nhân duyên lành được thầy quá bộ về chánh điện chùa Quan Âm để cho chúng con một bài pháp. Thật là một hạnh phúc lớn lao cho chúng con Phật tử chùa Quan Âm và Phật tử vùng Orange County này. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng chúng con xin phép dâng lên, kính dâng chút tịnh tài của tất cả các anh chị em chúng con ở đây và vắng mặt nữa để thành kính chúng người thực tọa, thực tọa chứng minh cho chúng con. A Di Đà Phật, kính bạch trên Hòa Thượng cũng như chư Đại Đức Tăng Ni hiện tiền. Hôm nay con được về đây là thăm Hòa Thượng và thăm quý Phật tử là con rất là vui. Và những gì mà con nhận ở đây đó là con đã nhận rồi. Nhưng mà xin cho con được một cái phước là con được cơ hội cúng dường để trùng tu ngôi Tam Bảo chùa Quan Âm này. Nếu mà được sự chấp nhận của Hòa Thượng cũng như quý thầy quý cô ở đây thì thật là một cái phước cho con trên cái con đường mà tu học của mình. Con kính mong Hòa Thượng và quý thượng tọa quý đại đức Tăng Ni hoan hỷ cho con, xin cho con được cái phước là con được cúng dường Tam Bảo ở đây để mà mai mốt con còn gieo duyên ở vùng Cali này, mà lỡ con đi đâu con cũng có thắp vô con xin cơm được. Thay vì là Phật xin quý thầy quý là vượng quan hỷ. Dạ. Rồi khỏi thầy xin thầy chứng minh cho rồi, con. Chính chứng rồi, con chính xin rồi. Phép thầy con thay mặt tất cả các vị thầy cho con thầy hết. Dạ không. Dạ bác ơi, bác vô Phật đỡ bác dậy đó. Được rồi bác, dạ được rồi.